Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 9. Ồ, tôi bây giờ cũng không biết mình đang ở đâu, lát nữa tôi gửi định vị qua WeChat cho cô, tôi sẽ ở đây chờ cô tới, Lưu Minh nói. Nương nương cố lên, tớ tin lần này cậu nhất định xử đẹp được tên đó. Lý Văn Giao còn làm động tác động viên. Giao Giao, cậu nói xem tớ ăn mặc thế này có phải không phù hợp không? Trong lòng Mạc Liên Y có chút rối bời, lúng túng sửa sang lại quần áo, đầu tóc. Yên tâm đi, chiếc váy cậu mặc trông nữ tính mà, có điều cậu phải tự nhắc nhở chính mình dịu dàng hơn chút, tranh thủ một tay túm gọn anh ấy. Lý Văn Giao cười nói. Sau khi Lưu Minh gửi định vị cho Mạc Liên Y xong liền an tọa bên đường, chán nản ngồi nghịch điện thoại. Trang cá nhân hôm nay rất yên tĩnh, không biết đàn gia súc kia đang làm cái gì, liếc mắt nhìn một vòng new feed. Ngoại trừ thấy nữ cảnh sát nhắn một câu bình luận vô cùng đắc ý ra thì không còn gì khiến Lưu Minh phải quan tâm nữa. Anh bất đắc dĩ tắt điện thoại đi, châm một điếu thuốc. Lúc này, một chiếc BMW mui trần chậm rãi lái đến bên cạnh Lưu Minh rồi dừng lại, ánh sáng mạnh xuyên thẳng vào mắt anh. Đây không phải Lưu Minh à, sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Lúc này một giọng nói u ám vang lên, Lý Tư Kỳ ngồi ở vị trí ghế lái. Vẻ mặt vênh váo nhìn Lưu Minh. Có phải là không chờ được bác, cần tôi đưa về nhà không? Lưu Minh lắc đầu, liếc mắt nhìn người bạn cũ một cái, không cần, lát nữa sẽ có người đến đón tôi. Kìa vợ, sao em lại dừng xe nói chuyện với một tên ăn mày vậy? Hàn Chí Siêu ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn không được liền hỏi. Chồng ơi, kia là bạn học cấp 2 của em, người ta là nhân vật máu mặt. Đến cả chủ tịch tập đoàn Thiên Nam cũng làm thư ký cho cậu ta đấy, Lý Tư Kỳ nói. Thật hay đùa vậy. Hàn Chí Siêu có chút kinh ngạc nói, liếc mắt nhìn Lưu Minh một cái, từ trên xuống dưới, quần áo trên người tên đó cộng lại còn chưa tới 200 tệ, vậy mà có thể kết giao với Mạc Tổng sao? Ha ha, đương nhiên là thật rồi. Lý Tư Kỳ thoáng nhìn qua chồng mình, hơn nữa khi nói từ thật còn cố tình gằn giọng mạnh hơn chút. Mặc dù trong ngày họp lớp, Châu Vĩnh Long nói người phụ nữ đến đón Lưu Minh chính là một trong ba nữ thần của Đường Hải, Mạc Liên Y. Nhưng Lý Tư Kỳ căn bản không tin, một tên nhếch nhác như Lưu Minh sao có thể quen biết được nữ thần chứ? Chắc chắn là Châu Vĩnh Long đã đều Lưu Minh nên mới nói vậy, dù sao hai người họ cũng có hiềm khích từ năm cấp 2 rồi. Nhưng nhìn hơi sai sai, nói chuyện không dễ nghe, quần áo mặc dù nhìn không tệ nhưng cũng chỉ là hàng vỉa hè thôi. Hàn Chí Siêu sao lại không hiểu được ý của vợ mình chứ, cô ta đang cố ý muốn chế giễu người bạn học cũ kia. Người ta không thiếu tiền đâu nha, nãy họp lớp còn rất hào khí mời mọi người ăn cơm đấy. Người anh em, lời này nói không đúng rồi, không có tiền thì cứ nói, bạn bè họp lớp với nhau không cần thiết phải đánh phồng mặt giả làm người béo như vậy. Hàn Chí Siêu ra bộ giáo huấn nói. Làm trò đủ chưa, đủ rồi thì cút đi cho tôi. Lưu Minh không khách sáo đáp. Ai, người anh em, cậu nói vậy là không phải rồi, đến cuối cùng ai mới là người diễn trò đây? Một tên bần hèn ti tiện cũng dám nói quen biết chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, nói ra không sợ người khác chê cười à? Hàn Chí Siêu tiếp tục đắc ý, không buông tha nói, một tên bần hèn lại dám bảo anh ta cút đi. Mọi người lại đây mà xem, tên này nói mình quen biết chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, mấy người nói xem có tin được không? Đây là khu vực trung tâm thành phố, lớn tiếng nói đương nhiên khiến nhiều người qua đường phải dừng lại. Mọi người có thể đứng đây chờ thử xem, nói không chừng lát nữa Mạc Tổng còn đến đón cậu ta nữa đấy. Lý Tư Kỳ hô hào với người qua đường. Cô ta đã hạ quyết tâm hôm nay phải trà đạp sỉ nhục, đạp Lưu Minh xuống dưới chân mình. Mạc Tổng có thể đến đón cậu ta sao? Hàn Chí Siêu khinh thường nói. Lúc này... Một chiếc ô tô màu lam xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, cùng một tiếng động cơ gầm rú mạnh mẽ. Sau một khúc cua đẹp mắt, chiếc xe dừng lại trước mặt Lưu Minh. Người qua đường đang có mặt nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao không chớp mắt, muốn xem chủ nhân của chiếc xe là ai. Lúc này, cửa xe được đẩy ra, một đôi chân xinh đẹp đeo giày cao gót duỗi thẳng từ bên trong ra, ngay sau đó Mạc Liên Y liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Qua! Đúng thật mỹ nữ, quả thực đẹp không góc chết. Gương mặt Hàn Chí Siêu giống như gặp phải quỷ lớn tiếng hô, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Liên Y.
Mỹ nữ này đương nhiên là nữ thần băng lãnh của Đường Hải, đúng thật quá đẹp đi. Đã muộn vậy rồi, nữ thần còn đến đây làm gì, không phải đến đón tên nhếch nhác kia chứ? Anh đang nói cái khỉ gì đấy, nếu nữ thần mà quen biết một người như vậy, tôi sẽ phát trực tiếp luôn. Giọng Hàn Chí Siêu rất lớn, cơ hồ mọi người ở đây đều nghe được. Hửm, anh biết tôi. Mạc Liên Y quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng hỏi. Nữ thần Đường Hải có ai mà không biết, xin chào Mạc Tổng, tôi là Hàn Chí Siêu, là phó giám đốc của đội kỹ sư huynh đệ, gần đây đội kỹ sư chúng tôi đang muốn tham dự vào một dự án bên quý công ty. Hàn Chí Siêu cúi đầu khom lưng nói, vô cùng cung kính đưa danh thiếp cho cô ta. Chúng ta đi thôi. Lưu Minh đứng dậy đi đến bên cạnh Mạc Liên Y, bình thản nói. Được. Mạc Liên Y gật đầu, vô cùng dịu dàng ôm lấy cánh tay anh. Lưu Minh tuy có ý khước từ, nhưng cuối cùng cũng không thu tay lại. Dưới ánh mắt hâm mộ của đám đông, cả hai lên xe phóng đi, trước khi rời đi. Mạc Liên Y còn mở cửa kính xe ném trả lại danh thiếp mà Hàn Chí Siêu đã đưa cho mình trước đó. Mẹ kiếp, người này đúng thật là bạn trai của Mạc Tổng sao? Mặt mày không quá bảnh bao, ăn mặc còn rẻ rúng, dựa vào đâu mà quen được vậy? Đúng rồi, người anh em vừa huênh hoang khi nãy, chỗ này của tôi có rổ che mặt này, không cần cảm ơn, gọi tôi là Lôi Phong được rồi. Một chủ sạp bán hoa quả bên đường lên tiếp châm chọc. Lúc này trong lòng Hàn Chí Siêu chợt lạnh đi, biết bản thân mình xong rồi. Bốn đội kỹ sư của họ hiện đang liên hệ với một công ty con của tập đoàn Thiên Nam, tin rằng không lâu nữa họ có thể nhận được dự án này. Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không thể nữa rồi. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được Mạc Liên Y và Lưu Minh có quen biết. Ngẫm lại vừa rồi chính mình châm chọc khiêu khích bạn trai của Mạc Tổng như vậy, Hàn Chí Siêu hận không thể tự cho mình một cái bạt tai. Cái miệng sao lại nhiều chuyện đến thế? Nói không chừng Mạc Liên Y ném trả danh thiếp cho mình cũng chính là do Lưu Minh nói hơn nói kém. Nếu đại ca biết lần này hợp tác thất bại là do anh ta nhiều chuyện, chắc chắn sẽ đá anh ta khỏi đội mất. Anh ta mặt mày ủ rũ trở về xe, không nói thêm một lời với Lý Tư Kỳ. Không ngờ tên dễ chuỗi Lưu Minh thực sự có thể quen biết Mạc Liên Y. Lý Tư Kỳ có chút không tin nổi nói. Con đàn bà rắc rối. Câm miệng vào cho ông. Nếu cô ta không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong liền khiến Hàn Chí Siêu tức giận, trực tiếp giáng cho một cái tát. Hàn Chí Siêu, anh điên rồi à? Lý Tư Kỳ mở to hai mắt, căn bản không tin được chồng lại đánh mình. Mẹ nó, cũng là do con đàn bà thối tha cô xúi dục, mới khiến tôi nhầm vào cậu ta, giờ thì tốt rồi, nếu đại ca đá tôi khỏi đội thì cô trở giấy báo ly hôn đi. Ngực Hàn Chí Siêu phập phồng. Vẻ mặt tức giận hít thở không thông nói. Tuy bên ngoài anh ta lịch sự bảnh bao nhưng khi ở nhà và trên xe chính là một tên thô lỗ cục cằn, nếu thực sự bản thân mất việc, chỉ sợ cái gì cũng mất tất. Câu lạc bộ Cửu Thiên. Hậu Tông Dư ngồi trên ghế sofa, chườm túi đá lên khuôn mặt sưng tấy của mình, bộ dạng khổ sở cười. Khuôn mặt sưng vù của gã ta hai ngày trước bị Lưu Minh đánh vừa mới đỡ không ngờ giờ lại bị đánh tiếp, gã ta chọc phải cái gì vậy? Hậu Tông Dư tức giận, trực tiếp đá vào mặt Chu Hầu, mẹ nó, thằng khốn này sao mày cứ gây phiền phức cho tao, sao lại chọc phải Lưu Minh hả? Chu Hầu loạng choạng từ dưới mặt đất đứng lên, quỳ trước mặt Hậu Tông Dư, vẻ mặt khổ sở nói, anh Hậu, tên nhóc bên cạnh hắn ngày trước từng bị em bắt nạt, em thực sự không biết nó có chỗ dựa vững đến thế. Mẹ nó, từ sau mở to đèn pha của mày ra, đừng gây thêm phiền phức cho tao nữa. Hậu Tông Dư tức giận nói. Còn ai bảo chúng mày tự cho mình thông minh, đưa người đẹp đến cho tao? Nói đến chuyện này, gã ta lại giận, nếu không phải vì chuyện này, Lưu Minh sẽ không lại tát cho gã ta thêm một cái, chính gã ta cũng không bị mất mặt như vậy. Là Tống Chấn Sơn. Tống Chấn Sơn, thằng đó giờ ở đâu? Bị tên bặm trợn kia ép nuốt thủy tinh, giờ đang trong viện lấy ra rồi. Nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng Ngô Phi còn sợ hãi. Anh Hậu. Tên Lưu Minh đó rốt cuộc đến đây làm gì? Vương Tư nhìn không được liền hỏi. Cô ta là ai? Hầu Tông Dư chừng hai mắt nhìn Huyền Tư Giai. Con đàn bà này, câm miệng cho tôi, đại ca Hầu nói chuyện có phần cho cô xen miệng vào hả? Bàn tử biết Hầu Tông Dư mất hứng, vội vàng mắng. Anh Hầu,
anh đừng để ý đến cô ta chỉ là một người phụ nữ ngu xuẩn chưa trải sự đời thôi. Bàn tử cười xòa nói. Hầu Tông Dư gật đầu, hắn ta cũng không so đo với phụ nữ. Nghiêm túc mà nói, hắn ta hận Lưu Minh hơn bất kỳ ai, tên nhãi này vậy mà lại dám cắm sừng ngay trước mặt mình. Không phải anh em chúng ta sợ hắn, chỉ là tên nhãi này có chút không chính đáng, bây giờ chúng ta tránh mũi nhọn trước, chờ đại ca quay về thì đi dạy dỗ hắn cũng không muộn, dù sao thì quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. Hầu Tông Dư dựa vào ở trên ghế sofa, nhấp một ngụm rượu nói. Anh Hầu, ý hay. Anh Hầu, khôn ngoan này của anh mà ở trong thời cổ đại, nhất định sẽ giống như nhân vật Gia Cát Lượng. Đúng vậy, anh Hầu. Cả đám rối rít quỳ liếm tâng bốc nói, nghe Hầu Tông Dư nói chuyện như tiên. Lần này Mạc Liên Y dừng xe ngay cửa nhà Lưu Minh, đỗ xe xong cô ta còn ngẩng đầu, mặt đầy đắc ý nhìn Lưu Minh. Không hổ danh là tài xế lão luyện. Lưu Minh gật đầu, dựng một ngón tay cái. Liên Y, hôm nay cảm ơn cô, khi nào có thời gian tôi mời cô uống trà. Lưu Minh chuẩn bị mở cửa xe đi xuống. Tên khốn anh, tôi đường xa chạy tới đón anh mà anh nói mời tôi uống trà, chẳng lẽ anh muốn gặp người phụ nữ lẳng lơ kia đến như vậy sao? Mạc Liên Y lanh lẹ khóa cửa xe lại, mặt đầy u oán nhìn Lưu Minh. Trong lòng cô ta hết sức không phục, trợn mắt nhìn Lưu Minh nói, anh nói xem rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng người phụ nữ ngực to không não Lý Phượng Hoàng kia chứ? Cái gì đấy chứ, tôi đâu có nghĩ đến chị ta. Lưu Minh bất đắc dĩ xoa đầu. Vậy sao anh nói mời tôi uống trà? Chẳng lẽ uống trà chính là đang nghĩ đến Lý Phượng Hoàng hả, đây là lý luận gì thế? Đúng vậy, nhất định là lần đó sau khi gặp chị ta anh liền nhớ mãi không quên. Được, được, chúng ta không uống trà, chúng ta ăn cơm có được hay không? Lưu Minh nhức đầu một trận, thảo nào lão bất tử nói đừng nên nói lý lẽ với phụ nữ. Anh vừa nhắc đến ăn cơm, tôi cũng hơi đói rồi. Vốn dĩ buổi tối vẫn chưa ăn, lại vừa ăn đêm với bạn thân thì nhận được điện thoại của anh. Mạc Liên Y vừa nói vừa sờ sờ cái bụng đáng thương của mình. Lưu Minh cười nói, cái này đơn giản, hay là cho cô ăn mì tôi làm đồng nghĩa với phía dưới của tôi. Anh, thật thô tục. Đôi mắt đẹp của Mạc Liên Y trợn tròn liếc nhìn Lưu Minh. Chỉ đơn giản là ăn mì thôi mà, cô nghĩ đi đâu vậy? Là cô tư tưởng không đơn thuần. Còn không biết xấu hổ nói tôi thô tục. Lưu Minh bĩu môi nói, sau đó xuống xe mở cửa nhà. Đây chính là nhà anh sao, cảm giác thật ấm áp. Lần đầu tiên Mạc Liên Y đến nhà Lưu Minh, giống như một đứa bé tò mò, hết nhìn đông lại nhìn tây. Chủ nhà, anh quay về rồi, sao anh lại mang theo một người đẹp về chứ? Lý Duyệt Nhiễm từ trong phòng đi ra, hiển nhiên vừa kết thúc livestream. Trong nháy mắt khi cô ta nhìn thấy Mạc Liên Y, ánh mắt trợn trừng, người phụ nữ này quá đẹp, đặc biệt là khí chất, không phải một cô gái trong gia đình bình thường có thể so sánh được. Không ngờ cái tên khốn kiếp nhà anh còn có một khách trọ xinh đẹp như vậy, thật đúng là có diễm phúc lớn. Giọng điệu Mạc Liên Y mỉa mai. Lưu Minh bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhà là gì tôi cho thuê, lúc quay về Duyệt Nhiễm đã ở đây rồi. Duyệt Nhiễm, tên rất hay. Mạc Liên Y gật đầu, coi như là chào hỏi với Lý Duyệt Nhiễm. Chị xinh quá, giống như đại minh tinh trên TV vậy đó. Đúng rồi, chị ơi chị tên gì vậy, sao em nhìn trông quen lắm? Cái gì, Mạc Liên Y, chị là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nam, nữ thần băng sơn của Đường Hải. Chu choa, trước kia em đã nhìn thấy chị trên TV và trên tin tức rồi, không ngờ lần này lại được gặp ngoài đời. Lý Duyệt Nhiễm cũng là người sởi lời, vừa mới gặp mặt, hai người đã nói chuyện rất thân thiết. Cô bé này, miệng lưỡi ngọt quá đi. Mạc Liên Y khẽ cười nói, cô ta kéo tay Lý Duyệt Nhiễm, không nhịn được hỏi, đúng rồi, em gái Duyệt Nhiễm, anh ta thường xuyên dẫn phụ nữ về nhà không? Cũng không, chỉ là hai ngày trước chủ nhà có dẫn một bạn học nữ về thôi. Lý Duyệt Nhiễm nói, tới bạn học nữ. Mạc Liên Y dường như lập tức nghĩ đến cô gái anh gặp hôm họp lớp kia, cô ta quay đầu nhìn Lưu Minh rồi cười lạnh nói, ai yo, không nhìn ra anh còn có duyên với phụ nữ, có phải cô nàng ngồi bên cạnh anh hôm họp lớp không nhỉ? Cái tên khốn kiếp, còn mời người ta vào trong nhà cơ à?
Hôm đó Tử Huyên bị đồ bẩn dây vào, cho nên mới tìm đến tôi. Thật ra hôm họp lớp đó tôi đã nhìn ra vấn đề rồi, cho nên mới bảo cô ấy có việc thì đến tìm tôi. Lưu Minh giải thích. Còn nhóc con này, sao cái gì cũng nói ra bên ngoài vậy? Lưu Minh hung hăng trợn mắt nhìn Lý Duyệt Nhiễm. Sau đó anh xoay người vào phòng bếp, các cô nói chuyện đi, tôi đi làm chút đồ ăn khuya. Chỉ trong chốc lát, Lưu Minh bưng một bát mì trộn dầu hành lớn đi ra. Đờ mờ, Lưu Minh, anh coi tôi là lợn sao? Nấu gì mà nhiều mì thế? Mạc Liên Y trợn tròn hai mắt, nhìn mì trong bát nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Minh nói xong. Sau đó cầm một cái bát múc ra một phần mì rồi đặt trước mặt Mạc Liên Y. Ăn đi, đồ ông đây làm không phải có tiền là ăn được đâu. Lưu Minh hết sức kiêu ngạo nói. Thật đấy, chị Mạc, chủ nhà nấu ăn ngon lắm. Lý Duyệt Nhiễm mang vẻ không kịp chờ đợi nổi nữa, cô ta tự cầm bát đũa lên, múc mì vào bát, há to miệng ăn. Đây chẳng phải là mì trộn dầu hành thông thường ư, cô đây cũng đâu phải chưa từng ăn qua. Mạc Liên Y có chút không tin, cô ta gắp một sợi mì, hết sức nho nhã đặt vào miệng, sau khi ăn mốt miếng đầu tiên, dường như không có dừng lại được. Đương nhiên cô ta đã từng ăn qua mì trộn dầu hành, nhưng lại chưa từng ăn qua món mì nào ngon như vậy, giống như loại mì cán bột hồi nhỏ mẹ làm vậy. Mì này chắc là do Lưu Minh tự tay nhào bột. Cứ như vậy, trong sân nhỏ yên tĩnh, hai cây ngô đồng rụng lá, ba người, bốn bát mì. Vừa ngắm trăng sáng treo lơ lửng trên trời cao vừa ăn uống nói chuyện. Nhìn qua rất có ý cảnh. Một lát sau, Tiểu Thạch Đầu mệt mỏi quay về. Anh Minh, tôi đỗ xe ở cửa ngõ hẻm cho anh rồi. Thạch Thái Nhiên đặt chìa khóa xe ở trên bàn. Tôi uống nước với ăn chút đồ đi. Lưu Minh gật đầu, anh buông đũa, rót nước cho Tiểu Thạch Đầu, sau đó lại đưa cho anh ta một bát mì. Anh Minh, người đẹp này là ai thế? Thạch Thái Nhiên nhìn cô gái xa lạ Mạc Liên Y, không nhịn được hỏi. Lưu Minh cũng không gấp gáp đáp lại câu hỏi của Tiểu Thạch Đầu, anh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói rồi mới chậm rãi trả lời, cô ấy hả, chính là thần tượng cậu nhắc suốt cả một buổi chiều đấy. Chiều hôm nay kể từ lúc Mạc Liên Y gọi cho Lưu Minh hai cuộc điện thoại, Thạch Thái Nhiên liền bắt đầu kể thần thoại Mạc Liên Y sáng lập ra cửa hàng tổng hợp, anh ta nói liên tục cả một chiều. Lưu Minh nghe nhiều đến mức lỗ tai cũng bị chai sạn luôn rồi. Cái gì? Anh nói cô ấy là tổng giám đốc Mạc. Thiếu chút nữa Thạch Thái Nhiên phun chỗ nước mình vừa uống vào miệng ra ngoài. Tổng giám đốc Mạc, tôi là người anh em của anh Minh, tên là Thạch Thái Nhiên, cô cứ gọi tôi là Tiểu Thạch Đầu được rồi. Thạch Thái Nhiên kích động ngồi xuống ghế, không ngừng xoa xoa tay, mặt đầy cuống cuồng, giống như không biết phải đối mặt với thần tượng của mình như thế nào. Tiểu Thạch Đầu, chào anh. Ngược lại Mạc Liên Y đặt bát xuống, cô ta chìa tay chào hỏi một tiếng với Thạch Thái Thiên. Có lúc không thể không cảm thán, phụ nữ là một loại động vật rất thần kỳ. Có lúc gào thét rất mệt mỏi, vừa nhắc đến đi dạo phố liền cực kỳ có tinh thần. Có lúc la hét giảm cân, vừa nhìn thấy đồ ăn ngon liền quên ngay chuyện giảm cân lúc trước. Cả một bát mì lớn, Lưu Minh và Thạch Đầu chỉ ăn hai bát. Còn lại đều do hai người phụ nữ giải quyết. Sau khi cơm nước xong, Lý Duyệt Nhiễm vô cùng khôn khéo đi rửa bát. Thạch Thái Nhiên như cục gỗ ngồi trên ghế, không biết rốt cuộc mình nên nói gì cho phải. Mặc dù ngoài mặt anh ta rất rộng lượng, nhưng sau lưng lại cực kỳ xấu hổ, đặc biệt có người đẹp ở đây, căn bản không có gì để nói. Liên Y, phía dưới tôi ngon chứ? Lưu Minh ưỡn ngực ngồi xuống bên cạnh Mạc Liên Y, anh cười hỏi. Ngon lắm, lâu rồi tôi chưa ăn qua món nào ngon như vậy. Ngay sau đó dường như Mạc Liên Y nhớ tới gì đó, sắc mặt cô ta đỏ lên, trợn mắt đầy hung hăng nhìn Lưu Minh, sau này nói toàn bộ tên đi, bớt dùng cái kiểu chơi chữ với tôi, lợi dụng tôi à. Được rồi, là tôi sai, bà cô à, cô uống chút trà lạnh cho bớt giận. Lưu Minh vội vàng giơ tay đầu hàng, rót một ly trà lạnh đặt trước mặt Mạc Liên Y. Mạc Liên Y liếc Lưu Minh một cái, không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ha ha, quả thật tôi có chuyện nhờ cô. Không ngờ tên khốn kiếp anh cũng có lúc cầu xin tôi giúp đỡ, có chuyện gì nói nghe coi. Thật ra thì đối với cô mà nói cũng không tính là chuyện lớn gì,
tôi muốn để Tiểu Thạch Đầu vào công ty của cô làm, thời gian cũng không cần quá dài, mỗi một bộ phận cho cậu ta ở lại 2-3 ngày thôi, không trả lương cũng được. Lưu Minh nói, tôi biết rồi, hóa ra anh muốn để người anh em của anh đến chỗ tôi học lỏm hả? Ngược lại tôi có thể đồng ý với anh, nhưng dù sao anh cũng phải mang chút đồ ra đổi chứ. Mạc Liên Y liếc mắt nhìn Lưu Minh, cô ta nhếch môi khẽ cười đáp. Nguyên tắc làm ăn của Mạc Liên Y chính là tuyệt đối không chịu thiệt. Cứ vậy đi. Lưu Minh gật đầu, cũng không có ý giấu giếm Mạc Liên Y, anh suy nghĩ một hồi mới nói, thứ tôi có cô cũng đã có, thứ tôi không có cô còn có, tôi vốn chẳng có thứ gì có thể trao đổi với cô, nhưng tôi đảm bảo chỉ cần cô cần tôi có thể làm không chớp mắt. Được, đồng ý. Mạc Liên Y cười một tiếng, ánh mắt cũng híp thành hình trăng lưỡi liềm. Thạch Đầu, 9 giờ sáng mai, tôi sẽ bảo trợ lý của mình đứng ở cửa công ty chờ anh, đừng đến muộn đấy. Nói xong, Mạc Liên Y đứng dậy đi ra ngoài cửa, Lưu Minh tiễn cô ta về, mãi đến khi cô ta an toàn lái xe ra khỏi ngõ thì anh mới về nhà. Chào chú, cháu tên là Tô Du Du. Tiếng của cô bé cực kỳ ngọt ngào, mềm mềm dẻo dẻo, lại thêm khuôn mặt dễ thương nữa, thật là đáng yêu quá đi mất. Lúc này, trong lòng Tô Thương gần như muốn tan chảy rồi, chịu không nổi mà sờ lên đầu của cô bé, cười dịu dàng nói, cháu bé, xin chào. Trùng hợp quá, chú cũng họ Tô, chúng ta cùng họ rồi nha. Cháu biết, chú tên Tô Thương. Tô Du Du lộ ra một nụ cười. Tô Thương cảm thấy kỳ lạ, nghi ngờ nói, sao cháu lại biết tên chú nhỉ? Đôi mắt Tô Du Du cong thành hình trăng lưỡi liềm, rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì đó, sau đó chỉ vào Lý Nguyệt bên cạnh mà nói, cô Lý nói cho cháu biết. Hóa ra là như vậy. Tô Thương từng gặp qua vô số người. Nhưng từ trong đôi mắt nhỏ hồn nhiên của cô bé lại thấy được một chút khác thường. Hơn nữa, từ khi nhìn thấy cô bé này, anh ấy liền có cảm giác quen thuộc, giống như là máu thịt của chính mình. Nhưng Tô Thương lục soát khắp trí nhớ của Tô Đại Thiếu Gia, đều không tìm thấy một chút xíu quan hệ nào với cô bé này. Nói một cách khác, Tô Đại Thiếu Gia cũng không hề nhận ra cái cô bé gọi là Tô Du Du này. Có lẽ chỉ là ảo giác. Tô Thương cười cười. Sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói, bạn nhỏ Tô Du Du, cháu có biết mẹ cháu đi đâu không? Mẹ cháu có việc gấp, đi làm việc rồi. Tô Du Du giọng còn hơi sữa bì bô trả lời. Vậy cháu biết cách liên lạc với cô ấy không, ví dụ như số điện thoại chẳng hạn. Tô Thương hỏi dò. Không biết. Tô Du Du nói tiếp, mẹ để cháu đi học múa với cô Lý Nguyệt, khi mẹ làm xong việc rồi thì sẽ đón cháu về nhà. Nhưng bây giờ đã rất muộn rồi. Mẹ cháu vẫn chưa tới đây đón cháu, buổi tối cháu ngủ ở đâu được chứ? Giọng của Tô Thương vẫn cứ dịu dàng như thế, anh ấy rất có thiện cảm với đứa trẻ này, cảm thấy cô bé cực kỳ dễ thương, vì vậy anh đối xử với cô bé như tình thương của một người cha vậy. Cháu cũng không biết. Tô Du Du nói tiếp, đột nhiên khóc lên, tội nghiệp đáng thương nói, chú ơi, không phải là mẹ không cần cháu nữa rồi chứ? Sao có thể chứ? Du Du, cháu đừng suy nghĩ lung tung. Tô Thương có chút bối rối, không biết làm sao nên vội vàng an ủi, mẹ của cháu chắc chắn là đang bận rồi, hay là thế này đi, chú dẫn cháu đi tìm cảnh sát, để họ giúp cháu tìm mẹ nhé. Cháu không đi, cháu sợ lắm. Tô Du Du nhào vào trong ngực Tô Thương mà khóc. Tô Thương theo tình thế phải ôm lấy Tô Du Du, nhìn thấy cô bé mặt đầy tủi thân, trái tim như muốn vỡ ra, nhất thời giơ chân luống cuống, nhìn vào Lý Nguyệt với ánh mắt cầu cứu. Tô Thương. Lý Nguyệt vừa mới xem tin nhắn trong điện thoại di động, lúc này nói, mẹ của Tô Du Du nhắn tin cho em rồi, cô ấy nói mình đang đi đến nơi khác, khoảng một tuần mới quay lại, khoảng thời gian này nhờ em chăm sóc Tô Du Du, còn gửi cho em một khoản tiền nữa. Có lẽ mẹ của cô bé này thật sự rất bận. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt, nghi ngờ hỏi, em gặp mẹ của cô bé này rồi hả, hai người rất thân hay sao? Chưa gặp nhau. Đến tên của mẹ cô bé em còn không biết là gì mà. Lý Nguyệt lắc đầu. Nếu như thế thì tại sao mẹ cô bé lại có thể yên tâm giao con gái mình cho em được chứ? Tô Thương càng thêm nghi ngờ nói. Em cũng cảm thấy rất lạ, chắc là thấy em hiền quá hay sao đó. Lý Nguyệt tự khen mình, nói, dù sao thì có nhiều thứ là do trời sinh rồi, không giống anh, nhìn qua là biết ngay dáng vẻ của một công tử bột ăn chơi lêu lổng rồi. Tô Thương sờ sờ sống mũi, sau đó cười khổ nói, vợ à,
thế bây giờ phải làm thế nào được? Còn thế nào được nữa, cô bé nhỏ thế này, đưa đến cục cảnh sát thì em cũng không yên tâm. Lý Nguyệt nhìn Tô Du Du, càng nhìn càng thích, giống như tình cảm của mẹ cho con, nhẹ nhàng cười nói, dù sao thì mẹ cô bé một tuần sau cũng sẽ quay lại, để em chăm sóc mấy ngày cũng không sao. Ừm, Tô Thương gật đầu nói, vợ à, em thật có tâm, đợi khi kỳ nguyệt san của em hết rồi, anh nhất định sẽ thực hiện ước mơ làm mẹ của em, anh tin em chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Anh muốn chết sao, ở trước mặt trẻ con đừng nói những lời như thế này. Lý Nguyệt trợn mắt nhìn Tô Thương, sau đó nhìn Tô Du Du, vỗ vỗ tay cười nói, Du Du, mẹ của cháu nhờ cô chăm sóc cháu, một tuần sau mới đón cháu được, tối nay cô Lý ôm cháu ngủ có được không nào? Không được, ai biết được, Tô Du Du lại kiên quyết ôm cổ Tô Thương, cơ thể dính lấy trên người Tô Thương, thái độ khẳng định nói, cháu phải ở cùng với chú Tô Thương, cháu chỉ muốn chú Tô Thương chăm sóc cháu thôi. Lý Nguyệt đang giơ hai tay ra, chuẩn bị xong xuôi để ôm Tô Du Du rồi, nhưng phản ứng của Tô Du Du lại khiến cô ấy rất ngạc nhiên. Vợ à, anh cảm thấy lời vợ vừa nói là đúng thật, có nhiều thứ là do trời sinh rồi, xem ra anh có sức hấp dẫn hơn em. Nhìn anh hiền hơn em rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Em. Lý Nguyệt ấm ức, nhưng vẫn dịu dàng cười nói. Du Du, nhà cô Lý có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có váy công chúa Lơ Sa nữa, cháu về nhà cùng cô Lý có được không? Cháu không cần, Tô Du Du lại quả quyết từ chối. Váy công chúa Lơ Sa cháu cũng không cần hay sao? Cô thấy rất nhiều bạn nhỏ đều rất thích mà, chỉ cần mặc lên người thì sẽ trở thành công chúa Lơ Sa rồi. Lý Nguyệt tiếp tục dụ dỗ Tô Du Du. Tô Du Du lại bĩu môi nói, cháu không thích công chúa Lơ Sa, mẹ của cháu còn đẹp hơn công chúa Lơ Sa rất nhiều. Thế thì cháu thích gì, cô Lý mua cho cháu. Lý Nguyệt tiếp tục nói. Cháu không cần gì hết, cháu chỉ cần về nhà với chú Tô Thương thôi. Tô Du Du bướng bỉnh nói. Nhưng mà chú Tô Thương là đàn ông, chú ấy không tiện chăm sóc cháu thử nghĩ xem. Ai giúp cháu tắm rửa, ai ôm cháu đi ngủ chứ? Cô Lý à, cô suy nghĩ thật xấu xa, cháu vẫn còn là một đứa trẻ, chú Tô Thương tại sao lại không thể giúp cháu tắm rửa, tại sao không thể ôm cháu ngủ chứ? Tô Du Du bĩu môi nói. Lời nói này, khiến cho Lý Nguyệt càng thêm ngại ngùng, nhưng nghĩ kỹ một chút, đúng là vấn đề ở lời nói của mình, đứa trẻ nhà người ta nói đúng mà. Vợ à, nếu không thì thế này đi. Tối nay anh đưa đứa bé này đến biệt thự ven sông, sắp xếp cho nó một bảo mẫu, lo cho nó ăn uống và những sinh hoạt thường ngày được không nào? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, anh cũng khá thích đứa bé này, anh cứ luôn cảm thấy nó rất quen thuộc. Lý Nguyệt không tiếp tục nữa, gật đầu nói, vậy cũng được, có điều, Tô Thương, anh nhất định phải để ý đến nó nhiều hơn, trông kỹ Du Du nhé, đừng để nó bị bệnh, đụng ngã đâu cũng không được. Nếu không thì em không có cách nào mà nói với mẹ cô bé đâu. Được, em cứ giao cho anh. Tô Thương trả lời. Nghe thấy quyết định của hai người, Tô Du Du nằm nhoài lên ở vai của Tô Thương, lộ ra một nụ cười vừa ý. Ngay sau đó, Tô Thương đưa Lý Nguyệt về trang viên nhà họ Lý, sau đó lái xe đưa Tô Du Du đến biệt thự ven sông. Wow, chú Tô Thương, nhà to như thế này, chú sống ở đây một mình hay sao? Tô Du Du vui vẻ đi xung quanh phòng khách, hạnh phúc giống như nàng tiên nhỏ tinh nghịch. Tô Thương cười cười nói, có điều, tuần tiếp theo đây thì là hai người chúng ta ở. Ha ha ha, tốt quá rồi. Tô Thương sững sờ một lúc, sau đó lau đi giọt nước mắt của Tô Du Du, nhẹ nhàng xoa xoa vỗ về đầu của cô bé, dịu dàng nói, Du Du, đừng khóc nữa, cháu dễ thương thế này, khóc nữa là hết đẹp luôn đó, muốn gọi cha thì cứ gọi cha đi thôi. Tô Du Du nấc lên mấy lần, sau đó ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Tô Thương, chân thành gọi cha. Cha cha, Tô Thương cười đồng ý, biểu cảm vô cùng tự nhiên, giống như chính mình vốn là cha của cô bé thật vậy. Cha, cha, ha ha ha, Tô Du Du tôi có cha rồi, Tô Du Du vừa vui vẻ, vừa nhảy nhót xung quanh. Giống như nàng tiên nhỏ tinh nghịch. Tô Thương ở bên cạnh, khuôn mặt đầy hiền lành nhìn Tô Du Du, tình thương của cha như núi cao biển rộng, chịu không nổi mà cảm thấy rất xúc động, nếu mình thật sự có một cô con gái như thế thì tốt biết bao. Tu chân gần đến trăm ngàn năm rồi,
nhưng Tô Thương trước sau vẫn luôn là người cô độc, nghe được cô bé dễ thương như thế gọi mình là cha, anh ấy bắt đầu ước mơ. Sau khi Tô Du Du chơi đùa mệt mỏi rồi, liền ôm chặt lấy đùi Tô Thương, Bibo nói, chú Tô Thương, mấy ngày sau, cháu có thể gọi chú là cha được nữa không? Tất nhiên là có thể chứ. Tô Thương ngồi xổm xuống, lại chịu không nổi mà vuốt vuốt lên cái đầu nhỏ, sau đó tò mò hỏi, Du Du, con vừa mới nói, con từ nhỏ lớn lên cùng mẹ, thế cha của con ở đâu? Cha của con. Nghe đến vấn đề này, cảm xúc của Tô Du Du có chút trầm xuống, Lý Nhí nói, có rất nhiều chuyện mẹ đang giấu con, không dám nói với con, nhưng con đều biết hết. Thực ra, con chỉ là ngoài ý muốn thôi, năm đó mẹ con mang thai con ngoài ý muốn, sau đó chia tay với cha con, một thân một mình nuôi con lớn lên, vì thế con chưa từng gặp cha con. Tô Thương nghe đến đây, hỏi tiếp, cha của con, chết rồi sao? Không ạ, Tô Du Du nhìn Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói, cha con còn sống thì tốt quá rồi. Hửm, cha còn tưởng ông ấy chết rồi, nếu đã chưa chết, tại sao lại không gánh nổi trách nhiệm làm cha chứ, để một người phụ nữ cô đơn nuôi con cái. Tô Thương nghe xong, cực kỳ tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, loại đàn ông này, quả thực là cặn bã, sống không bằng chết mà. Đừng nói về cha con như thế. Tô Du Du nhìn Tô Thương, muốn nói lại thôi, sau đó giải thích nói, cha của con căn bản là không biết mẹ con sinh con ra, vì thế mới có thể không quan tâm đến con như thế. Được, Du Du, cha biết là trong lòng con đang rất nhớ cha của mình, cha không mắng nữa. Tô Thương nắm tay Tô Du Du, tiếp tục nói, chuyện khác thì cha không dám hứa, nhưng mà, Du Du, chỉ cần con còn ở bên cha ngày nào, cha sẽ dùng trái tim chăm sóc con ngày đó, không để ai bắt nạt con, để có biết có cha yêu thương là cảm giác gì. Cảm ơn cha. Tô Du Du cảm động cực kỳ, nước mắt rơi đều đã chảy xuống, sợ hãi thăm dò, cha ơi, cha. Có thể gọi con một tiếng con gái được không? Được, Tô Thương cúi đầu nhìn qua Tô Du Du, dịu dàng gọi con gái ngoan. Dạ, dạ, cha. Tô Du Du ôm chặt lấy Tô Thương, khoảnh khắc này, cô bé cực kỳ thỏa mãn. Tô Thương thuận tay ôm lấy Tô Du Du, nhẹ nhàng cười nói, được rồi, Du Du, giờ cũng muộn rồi, con nên đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, để cha gọi bảo mẫu ngày mai qua đây, tối nay con đừng tắm nữa mà đi ngủ luôn đi nhé. Tô Thương hỏi tiếp, lầu 2 và lầu 3 đều có phòng, Du Du, con ngủ ở đâu? Cha Tô, con có thể ngủ cùng cha được không? Khuôn mặt Tô Du Du tỏ rõ vẻ cầu xin. Không được. Tô Thương nghiêm túc nói, Du Du, con là con gái, phải biết giữ khoảng cách với con trai, biết chưa hả? Mắt Tô Du Du cong lên hình lưỡi liềm, ngoài mặt đồng ý nói, dạ, Du Du biết rồi ạ. Tô Thương gật đầu, cười nói, cha ở lầu 3, ở ngay bên cạnh có một phòng trống, con cứ ở cạnh cha đi, có chuyện gì thì gọi cha cũng tiện để chăm sóc con. Dạ. Cảm ơn cha. Tô Du Du vui vẻ trả lời, sau đó cầu xin cha, con học múa với cô giáo Lý, rất mệt, cha có thể cõng con lên lầu được không? Được. Tô Thương cười cười, sau đó liền cõng Tô Du Du đến phòng ở lầu 3. Phòng ở biệt thự ven sông, cứ một khoảng thời gian thì lại có người quét dọn, có lúc Tô Thần Binh lại đích thân dọn dẹp, vì thế cực kỳ sạch sẽ. Chăn nệm giường trong phòng các loại. Toàn bộ đều được giặt sạch sẽ. Du Du, ngủ sớm đi nhé, nhớ kỹ có chuyện gì thì gọi cha. Sau khi dặn dò, Tô Thương liền đi về phòng của mình. Cha Tô. Tô Du Du lại gọi Tô Thương lại, nhỏ giọng nói, con một mình ngủ ở chỗ lạ, rất sợ, cha có thể kể chuyện cho con, đợi con ngủ say rồi mới đi có được không? Được thôi, Tô Thương kéo một cái ghế, ngồi ở bên cạnh giường, dịu dàng cười nói, con thích nghe chuyện gì? Chuyện gì cũng được, chỉ cần là cha kể cho con nghe, con đều thích. Tô Du Du vui vẻ, hai mắt như phát sáng. Vậy được, cha kể cho con nghe về một thế giới khác nhé. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dịu dàng nói, vũ trụ mênh mông, bao la bát ngát, không chỉ có trên trái đất mới có con người. Ở một góc vũ trụ mênh mông đó, có một nơi gọi là Huyền Thiên Tiên Vực, ở đó rất nhiều người có thể dựa vào năng lực của chính mình. Mà tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão. Câu chuyện của chúng ta, bắt đầu với một đứa trẻ 4 tuổi bằng tuổi của con. Sau đó,
Tô Thương nói sinh động như thật, câu chuyện giảng giải về một cậu bé, từ một người bình thường như thế nào, rồi từng bước lớn lên thành tiên đế. Nhân vật chính của câu chuyện này, dĩ nhiên chính là Tô Thương mà thôi. Chỉ có điều, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, Tô Du Du đã ngủ quên rồi, lông mi dài dài che lên đôi mắt, giống như một mỹ nhân đang ngủ, thật sự là quá dễ thương rồi. Du Du, chúc con có một giấc mơ đẹp. Tô Thương lộ ra một nụ cười hiền lành, anh đắp chăn cho Tô Du Du, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, Tô Thương trở về phòng mình ngay bên cạnh, ngồi khoanh chân lại, nhưng không hề lựa chọn tu luyện. Bởi vì linh khí ở trái đất mỏng manh quá, anh ấy xem như đã hiểu rõ rồi, không dựa vào đá năng lượng thì sợ rằng bản thân có ngồi im 50 năm, cũng không có cơ hội phát triển lên. Còn nữa, mình phải thường xuyên duy trì trạng thái cảnh giác. Tránh việc nghe không được Tô Du Du gọi mình. Dù sao thì đối với Tô Du Du mà nói, ở đây khá lạ lắm, cô bé vẫn phải ngủ một mình phải thường xuyên quan tâm mới được. Cứ như vậy, bất chi bất giác cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Khoảng rạng sáng lúc 2 giờ, Tô Thương đột nhiên cảm nhận được tiếng của Tô Du Du phòng bên cạnh đã tỉnh, một mình đi ra khỏi phòng. Hửm, Tô Thương nhíu mày, lo sợ Tô Du Du xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liền vội vàng đi theo ra ngoài. Lúc này, Tô Du Du đi tới trong sân khu biệt thự, xung quanh tối đen như mực, cô bé không một chút sợ hãi, ánh mắt cũng không có sự non nớt của một đứa trẻ mà đáng lẽ ở độ tuổi của cô bé này nên có, mà cực kỳ chín chắn lạnh lùng, giống như là một bà cụ non. Điều này làm cho Tô Thương cực kỳ tò mò, chuyện gì đang xảy ra, cô bé này còn có hai bộ mặt hay sao? Tô Thương sững sờ. Tận đáy lòng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Trong biệt thự, ngoài anh ấy ra, cũng chỉ có một mình Tô Du Du. Thế thì, người cha trong miệng Tô Du Du nói, chắc chắn chính là Tô Thương rồi. Lúc này, trong lòng Tô Thương trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, hơn nữa cũng hết sức nghi ngờ. Cha Du Du rốt cuộc là ai, sao mình lại không có một chút xíu ấn tượng gì chứ? Người con gái mà Tô Đại Thiếu Gia đã từng làm nhục, rất nhiều. Lẽ nào mẹ của Tô Du Du là một trong số họ? Tô Thương gật đầu, thầm nghĩ, chắc là thế rồi, Tô Du Du thế mà tìm đến tận cửa rồi, hơn nữa mình quả thực cũng có cảm giác máu mủ tình thâm, Tô Du Du này, 10 phần thì cũng có 8-9 phần giống con gái ruột của mình. Mình vừa nãy, thế mà chửi mình là cặn bã, còn nói mình sống không bằng chết, sao lại có thể thế được chứ? Tô Thương liên tục cười khổ, sau đó thở dài một hơi, thầm nghĩ. Du Du mới 4 tuổi, mà hiểu chuyện quá, sợ mình không chấp nhận chuyện đột nhiên có một đứa con gái, rõ ràng biết mình là cha của nó, mà lại không nhận mình. Nói con gái là người tình kiếp trước của cha, quả thật là không sai chút nào, chỉ là khổ Du Du thôi, từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha, nó chắc chắn đang rất thèm khát thứ tình cảm đó. Tô Thương núp trong bóng tối, nhìn Tô Du Du vẫn đang nói chuyện điện thoại, mí mắt không tự chủ được mà rớt rồi. Đúng rồi, mẹ định khi nào gặp cha, bây giờ quan hệ giữa cha và cô Lý hình như rất tốt. Lúc này, Tô Du Du vẫn đang nói chuyện với mẹ, nhắc nhở nói, nếu mẹ muốn giành lấy cha, thì tranh thủ ra tay đi nhé, đến muộn là không kịp nữa đâu, chỉ có thể làm vợ bé thôi đó. Trong chiếc điện thoại đồng hồ, truyền đến một âm thanh lạnh lùng, Du Du, mẹ trước đây đã nói với con rồi, mẹ không thể cùng với Tô Thương ở bên nhau được. Lúc trước mẹ và ông ấy, có chút chuyện, không cần thiết phải nói cho con, mà có nói thì con cũng không hiểu được. Tóm lại, mẹ với ông ấy trước đây không có tình cảm, bây giờ càng không thể nối lại duyên phận nữa. Tô Du Du nghi ngờ nói, tại sao chứ? Cha của con, không xứng với mẹ. Giọng của Thiên Sơn Tuyết từ điện thoại đồng hồ truyền đến, hơn nữa, dù cho mẹ có hạ mình mà chấp nhận ông ấy thì ông ấy cũng không chịu nổi cơn tức giận của một số người ở tông phái cổ võ đâu. Vì thế như lúc nãy mẹ đã nói, cũng không cần nhắc lại nữa. Vâng ạ, Tô Du Du có chút hơi ủ rũ, nhưng cô bé ấy sớm đã hiểu rõ sự tình, nên rất nhanh cũng bình thường trở lại. Du Du, hôm nay Tô Thương ngoài ôm con ra, ông ấy còn nói gì với con nữa không, có nghi ngờ thân phận của con không? Thiên Sơn Tuyết dò hỏi. Cha con ngốc lắm, căn bản không ý thức được con là con gái của cha, cũng không chịu đưa con đi ngủ cùng. Tô Du Du nói tiếp, cha còn kể chuyện cho con nữa, chỉ là không biết cha nghĩ thế nào,
mà kể cho con nghe chuyện về người đàn ông tu tiên, con là con gái mà, không phải nên nghe chuyện đại loại như kiểu nàng công chúa Bạch Tuyết hay sao? Có điều, câu chuyện mà cha kể cho con nghe mặc dù khó nghe thật, nhưng được nghe kể chuyện trước khi ngủ thật tuyệt, con vừa nghe chút liền ngủ quên luôn rồi. Tô Du Du hạnh phúc nói, có cha bên cạnh, con ngủ rất yên tâm. Thời gian này con với cha ở chung với nhau cho tốt nhé, mẹ đoán sau khi biết con là con gái của ông ấy, chắc chắn sẽ có thái độ khác với con đó. Mẹ đừng nói lung tung nữa được không vậy? Tô Du Du lại bảo vệ Tô Thương, cãi lại, vừa rồi ông ấy không biết ông ấy là cha của con nói con không có cha, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng mẹ, ông ấy còn tưởng là cha của con đã bỏ rơi chúng ta, nên đã mắng cha là đồ cặn bã, sống không bằng chết nữa đó. Kha kha, tự mình mắng mình, cha con thật là ngốc, nghĩ lại thật buồn cười. Đôi mắt Tô Du Du cong lên như mặt trăng lưỡi liềm. Ông ấy thật sự nói như vậy sao? Thiên Sơn Tuyết ngạc nhiên nói. Dạ, có vẻ như ông ấy đã thay đổi hơn rất nhiều rồi. Thiên Sơn Tuyết cảm thấy như ngoài ý muốn, sau đó nghĩ lại một chuyện, liền nói, Du Du, mẹ nhận được tin nhắn, sắp tới có người nước Đê sẽ tới giết Tô Thương, chúng ta đừng liên lụy vào. Con ở bên cạnh ông ấy chơi mấy ngày thì rời khỏi đó đi. Có người muốn giết cha sao? Du Du nghe vậy, đột nhiên hung dữ nói, vậy không được, con không thể đi, con phải ở lại đây bảo vệ cha. Mẹ cảnh cáo con, Tô Du Du, việc này con không được nhúng tay vào, nghe chưa hả? Bên kia điện thoại, Thiên Sơn Tuyết vẫn chưa nói xong, Tô Du Du liền đưa ngón tay nhỏ ra, tắt điện thoại luôn. Phiền chết đi được. Cuối cùng cũng yên ổn rồi. Tô Du Du lộ ra một nụ cười, sau đó buông tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ điện thoại, tiếp tục đi về phía phòng khách, chắc là muốn về phòng nghỉ ngơi. Tô Thương thấy thế, liền xoay người nhanh chóng trở về phòng của mình. Nằm trên giường, Tô Thương cực kỳ xúc động, không có cách nào mà ngủ được. Không ngờ vô duyên vô cớ lại có thêm một cô con gái lớn như vậy, ha ha ha. Du Du thật là đáng yêu quá đi mất. Xinh đẹp như thế, lại còn hiểu chuyện nữa, thế mà lại là con gái của mình, đã qua đi. Sau khi vui vẻ, Tô Thương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một chuyện, đó chính là bây giờ có nên nhận con gái Tô Du Du hay không? Tô Du Du sở dĩ không lộ thân phận, là sợ Tô Thương không chấp nhận chuyện đột nhiên có một cô con gái, cho nên mới đề cập đến một chút trước mà thôi, để Tô Thương từ từ chấp nhận. Có điều, Tô Thương tất nhiên sẽ chấp nhận Tô Du Du. Thậm chí anh ấy chỉ ước ngay bây giờ có thể nhận con gái của mình. Nhưng vừa nãy mới nghe được Tô Du Du nói chuyện với mẹ cô bé, Tô Du Du hình như sẽ không ở Giang Bắc quá lâu. Còn một việc nữa, mẹ của Tô Du Du có ấn tượng cực kỳ không tốt với Tô Thương. Nếu mình và Du Du nhận nhau, thì mấy hôm nay mình có thể cho cô bé đầy đủ tình yêu thương của cha, nhưng về sau... Nếu vấn đề giữa mình và mẹ con bé giải quyết không ổn thỏa thì mẹ con bé chắc chắn sẽ đưa con bé rời khỏi đây, đến lúc đó con bé có lẽ sẽ rất khó xử, chắc chắn là sẽ rất buồn. Thà rằng như vậy, hay là cứ phối hợp với Tô Du Du diễn kịch nhỉ, đợi mình tìm ra được thân phận mẹ con bé, giải quyết rõ ràng vấn đề giữa người lớn với nhau, thì khi đó mình sẽ suy nghĩ đến chuyện nhận con gái. Trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Tô Thương cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Để sau này mới nhắc lại chuyện này. Bây giờ, anh ấy cực kỳ tò mò, mẹ của Du Du rốt cuộc là ai, có lai lịch gì, sao lại biết được cao thủ nước Đê sẽ ra tay với mình chứ? Ngày mai mình sẽ đi chợ đen Cửu Môn một chuyến, nhờ Lưu Huy giúp mình tìm thử, dựa vào thế lực của chợ đen Cửu Môn, nhất định sẽ tìm ra được rõ ràng. Nghĩ đến đây, Tô Thương không muốn nghĩ về chuyện này nữa, mà đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng chính ngay lúc này, anh ấy bỗng nhiên phát giác được, Tô Du Du không trở về phòng của mình, mà là đi đến phòng của anh ấy. Cha Tô, sau khi con đi đến nhà vệ sinh thì thấy sợ quá, con không dám ngủ một mình nữa, cha có thể ôm con ngủ được không? Tô Du Du đứng ở bên ngoài, rụt rè nói, dáng điệu tỏ vẻ cực kỳ đáng thương. Nhóc con này thật sự có hai mặt thật sao, vừa nãy gọi điện thoại thì làm gì phải bộ dạng này đâu mà. 167, nhóc con hai mặt. Tô Thương sững sờ, tận đáy lòng không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Trong biệt thự, ngoài anh ấy ra, cũng chỉ có một mình Tô Du Du. Thế thì, người cha trong miệng Tô Du Du nói,
chắc chắn chính là Tô Thương rồi. Lúc này, trong lòng Tô Thương trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, hơn nữa cũng hết sức nghi ngờ. Cha Du Du rốt cuộc là ai, sao mình lại không có một chút xíu ấn tượng gì chứ? Người con gái mà Tô Đại Thiếu Gia đã từng làm nhục, rất nhiều, lẽ nào mẹ của Tô Du Du là một trong số họ? Tô Thương gật đầu, thầm nghĩ, chắc là thế rồi, Tô Du Du thế mà tìm đến tận cửa rồi, hơn nữa mình quả thực cũng có cảm giác máu mủ tình thâm, Tô Du Du này, 10 phần thì cũng có 8-9 phần giống con gái ruột của mình. Mình vừa nãy, thế mà chửi mình là cặn bã, còn nói mình sống không bằng chết, sao lại có thể thế được chứ? Tô Thương liên tục cười khổ, sau đó thở dài một hơi, thấm nghĩ, Du Du mới 4 tuổi, mà hiểu chuyện quá, sợ mình không chấp nhận chuyện đột nhiên có một đứa con gái, rõ ràng biết mình là cha của nó, mà lại không nhận mình. Nói con gái là người tình kiếp trước của cha, quả thật là không sai chút nào, chỉ là khổ Du Du thôi, từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của cha, nó chắc chắn đang rất thèm khát thứ tình cảm đó. Tô Thương núp trong bóng tối. Nhìn Tô Du Du vẫn đang nói chuyện điện thoại, mí mắt không tự chủ được mà rớt rồi. Đúng rồi, mẹ định khi nào gặp cha, bây giờ quan hệ giữa cha và cô Lý hình như rất tốt. Lúc này, Tô Du Du vẫn đang nói chuyện với mẹ, nhắc nhở nói, nếu mẹ muốn giành lấy cha, thì tranh thủ ra tay đi nhé, đến muộn là không kịp nữa đâu, chỉ có thể làm vợ bé thôi đó. Trong chiếc điện thoại đồng hồ, truyền đến một âm thanh lạnh lùng, Du Du. Mẹ trước đây đã nói với con rồi, mẹ không thể cùng với Tô Thương ở bên nhau được. Lúc trước mẹ và ông ấy, có chút chuyện, không cần thiết phải nói cho con, mà có nói thì con cũng không hiểu được. Tóm lại, mẹ với ông ấy trước đây không có tình cảm, bây giờ càng không thể nối lại duyên phận nữa. Tô Du Du nghi ngờ nói, tại sao chứ? Cha của con, không xứng với mẹ. Giọng của Thiên Sơn Tuyết từ điện thoại đồng hồ truyền đến, hơn nữa. Dù cho mẹ có hạ mình mà chấp nhận ông ấy thì ông ấy cũng không chịu nổi cơn tức giận của một số người ở tông phái cổ võ đâu, vì thế như lúc nãy mẹ đã nói, cũng không cần nhắc lại nữa. Vâng ạ, Tô Du Du có chút hơi ủ rũ, nhưng cô bé ấy sớm đã hiểu rõ sự tình, nên rất nhanh cũng bình thường trở lại. Du Du, hôm nay Tô Thương ngoài ôm con ra, ông ấy còn nói gì với con nữa không, có nghi ngờ thân phận của con không? Thiên Sơn Tuyết dò hỏi. Cha con ngốc lắm, căn bản không ý thức được con là con gái của cha, cũng không chịu đưa con đi ngủ cùng. Tô Du Du nói tiếp, cha còn kể chuyện cho con nữa, chỉ là không biết cha nghĩ thế nào, mà kể cho con nghe chuyện về người đàn ông tu tiên, con là con gái mà, không phải nên nghe chuyện đại loại như kiểu nàng công chúa Bạch Tuyết hay sao? Có điều, câu chuyện mà cha kể cho con nghe mặc dù khó nghe thật, nhưng được nghe kể chuyện trước khi ngủ thật tuyệt, con vừa nghe chút liền ngủ quên luôn rồi. Tô Du Du hạnh phúc nói, có cha bên cạnh, con ngủ rất yên tâm. Thời gian này con với cha ở chung với nhau cho tốt nhé, mẹ đoán sau khi biết con là con gái của ông ấy, chắc chắn sẽ có thái độ khác với con đó. Mẹ đừng nói lung tung nữa được không vậy? Tô Du Du lại bảo vệ Tô Thương, cãi lại, vừa rồi ông ấy không biết ông ấy là cha của con nói con không có cha, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng mẹ. Ông ấy còn tưởng là cha của con đã bỏ rơi chúng ta, nên đã mắng cha là đồ cặn bã, sống không bằng chết nữa đó. Kha kha, tự mình mắng mình, cha con thật là ngốc, nghĩ lại thật buồn cười. Đôi mắt Tô Du Du cong lên như mặt trăng lưỡi liềm. Ông ấy thật sự nói như vậy sao? Thiên Sơn Tuyết ngạc nhiên nói. Dạ, có vẻ như ông ấy đã thay đổi hơn rất nhiều rồi. Thiên Sơn Tuyết cảm thấy như ngoài ý muốn. Sau đó nghĩ lại một chuyện, liền nói, Du Du, mẹ nhận được tin nhắn, sắp tới có người nước Đê sẽ tới giết Tô Thương, chúng ta đừng liên lụy vào, con ở bên cạnh ông ấy chơi mấy ngày thì rời khỏi đó đi. Có người muốn giết cha sao? Du Du nghe vậy, đột nhiên hung dữ nói, vậy không được, con không thể đi, con phải ở lại đây bảo vệ cha. Mẹ cảnh cáo con, Tô Du Du, việc này con không được nhúng tay vào, nghe chưa hả? Bên kia điện thoại, Thiên Sơn Tuyết vẫn chưa nói xong, Tô Du Du liền đưa ngón tay nhỏ ra, tắt điện thoại luôn. Phiền chết đi được, cuối cùng cũng yên ổn rồi. Tô Du Du lộ ra một nụ cười, sau đó buông tay áo xuống che đi chiếc đồng hồ điện thoại, tiếp tục đi về phía phòng khách, chắc là muốn về phòng nghỉ ngơi. Tô Thương thấy thế,
liền xoay người nhanh chóng trở về phòng của mình. Nằm trên giường, Tô Thương cực kỳ xúc động, không có cách nào mà ngủ được. Không ngờ vô duyên vô cớ lại có thêm một cô con gái lớn như vậy, ha ha ha. Du Du thật là đáng yêu quá đi mất, xinh đẹp như thế, lại còn hiểu chuyện nữa, thế mà lại là con gái của mình, đã qua đi. Sau khi vui vẻ, Tô Thương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một chuyện, đó chính là bây giờ có nên nhận con gái Tô Du Du hay không? Tô Du Du sở dĩ không lộ thân phận, là sợ Tô Thương không chấp nhận chuyện đột nhiên có một cô con gái, cho nên mới đề cập đến một chút trước mà thôi, để Tô Thương từ từ chấp nhận. Có điều, Tô Thương tất nhiên sẽ chấp nhận Tô Du Du, thậm chí anh ấy chỉ ước ngay bây giờ có thể nhận con gái của mình. Nhưng vừa nãy mới nghe được Tô Du Du nói chuyện với mẹ cô bé, Tô Du Du hình như sẽ không ở Giang Bắc quá lâu. Còn một việc nữa, mẹ của Tô Du Du có ấn tượng cực kỳ không tốt với Tô Thương. Nếu mình và Du Du nhận nhau, thì mấy hôm nay mình có thể cho cô bé đầy đủ tình yêu thương của cha, nhưng về sau, nếu vấn đề giữa mình và mẹ con bé giải quyết không ổn thỏa thì mẹ con bé chắc chắn sẽ đưa con bé rời khỏi đây, đến lúc đó con bé có lẽ sẽ rất khó xử, chắc chắn là sẽ rất buồn. Thà rằng như vậy, hay là cứ phối hợp với Tô Du Du diễn kịch nhỉ, đợi mình tìm ra được thân phận mẹ con bé, giải quyết rõ ràng vấn đề giữa người lớn với nhau, thì khi đó mình sẽ suy nghĩ đến chuyện nhận con gái. Trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Tô Thương cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, để sau này mới nhắc lại chuyện này. Bây giờ, anh ấy cực kỳ tò mò, mẹ của Du Du rốt cuộc là ai, có lai lịch gì, sao lại biết được cao thủ nước D sẽ ra tay với mình chứ? Ngày mai mình sẽ đi chợ đen Cửu Môn một chuyến, nhờ Lưu Huy giúp mình tìm thử, dựa vào thế lực của chợ đen Cửu Môn, nhất định sẽ tìm ra được rõ ràng. Nghĩ đến đây, Tô Thương không muốn nghĩ về chuyện này nữa, mà đã nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng chính ngay lúc này, anh ấy bỗng nhiên phát giác được, Tô Du Du không trở về phòng của mình, mà là đi đến phòng của anh ấy. Cha Tô, sau khi con đi đến nhà vệ sinh thì thấy sợ quá, con không dám ngủ một mình nữa, cha có thể ôm con ngủ được không? Tô Du Du đứng ở bên ngoài, rụt rè nói, dáng điệu tỏ vẻ cực kỳ đáng thương. Nhóc con này thật sự có hai mặt thật sao, vừa nãy gọi điện thoại thì làm gì phải bộ dạng này đâu mà. Ở trước mặt cha, con ngược lại cũng biết làm nũng đó chứ. Tô Thương trong lòng cười một tiếng, sau đó liền vẫy tay cười nói, được thôi, con vào đi, cha ôm con ngủ. Trước đây không biết thân phận của Tô Du Du, bây giờ biết nhà đầu này là con của mình rồi, Tô Thương không có gì phải lo lắng nữa hết. Vâng ạ, cảm ơn cha Tô. Tô Du Du hết sức vui mừng, vui vẻ chui vào trong chăn của Tô Thương, ôm chặt lấy Tô Thương, đồng thời cũng cúi cái đầu nhỏ xuống, hạnh phúc cười nói, ngủ bên cạnh cha, con cảm thấy rất yên tâm, rất yên tâm luôn. Vừa ôm con gái, trong lòng Tô Thương cũng thấy yên tâm cực kỳ, đây là một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Anh ấy đã tu luyện trăm ngàn năm, trải qua đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lại chưa từng trải qua cảm giác làm cha là như thế nào. Bây giờ, Tô Thương đã trải qua rồi, khóe miệng không kìm được mà lộ ra một nụ cười, từ từ đi vào giấc mơ đẹp. Đêm nay, gió thu se lạnh, ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao, thấp thoáng có tiếng côn trùng kêu. Tô Thương ôm Tô Du Du, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, không ai làm phiền, mọi thứ diễn ra đều rất hoàn hảo. Giờ phút này, bên ngoài biệt thự ven sông, Thiên Sơn Tuyết đang đứng từ xa nhìn thấy hết cảnh này, khuôn mặt ngọc lạnh lùng thoáng lộ ra chút cảm động. Cô ấy, chính xác là bạn thân nhất của Lý Nguyệt, Giang Tuyết Nhi. 5 năm trước, Tô Đại Thiếu gia dưới âm mưu của Tô Cảnh Hàm, sau khi say rượu đã làm Giang Tuyết Nhi có bầu, sự việc năm đó ồn ào đến mức mọi người đều biết, nhà họ Giang cũng không thể không rời khỏi Giang Bắc. Trước khi đi, Giang Tuyết Nhi công bố với bên ngoài, sẽ bỏ đứa bé trong bụng đi. Nhưng thực tế, cô ấy lại sinh ra đứa trẻ đó, một tay nuôi nấng nó khôn lớn. Tình cảm của Giang Tuyết Nhi và Tô Thương, nói ra thì khá phức tạp, bởi vì ở giữa hai người là Lý Nguyệt. Tô Đại Thiếu gia đã từng là một người nho nhã lễ độ, đối xử khiêm tốn với mọi người, thường xuyên cùng Lý Nguyệt và Giang Tuyết Nhi đi ăn cơm, xem phim. Ba người họ, luôn cùng nhau xuất hiện, bất kể là ở trong trường hay là sau khi tan học. Giang Tuyết Nhi không phải là đến từ Giang Bắc, khoảng 10 năm trước,
ông chủ nhà họ Giang dẫn cô ấy đến nhà họ Giang, nói cô ấy là họ hàng xa của ông ấy. Đối với thân phận của Giang Tuyết Nhi, trong giới những người nổi tiếng ở Giang Bắc đều nghe đồn rằng cô ấy là con riêng của ông chủ nhà họ Giang, nhưng là thật hay giả thì không ai biết được. Tóm lại, sau khi Giang Tuyết Nhi đến Giang Bắc, cô có một tình bạn cực kỳ thân thiết với Lý Nguyệt, đồng thời cũng rất hòa đồng với Tô Thương. Bởi vì mọi người đều suy đoán Giang Tuyết Nhi là con riêng của ông chủ nhà họ Giang, nên ở nhà họ Giang, ngoài ông chủ nhà ra gần như tất cả những người khác đều bắt nạt Giang Tuyết Nhi. Trong những năm đó, là Tô Thương lấy thân phận của Tô Đại Thiếu Gia, hết lần này đến lần khác bảo vệ Giang Tuyết Nhi. Lâu dần, Giang Tuyết Nhi đối với Tô Thương tự nhiên nảy sinh ra tình cảm khó nói nên lời. Nhưng cô ấy biết, Lý Nguyệt và Tô Thương đã có hôn ước, mình lại là bạn thân tốt nhất. Là tự mình thích người đàn ông đã có hôn ước. Vì thế, Giang Tuyết Nhi chỉ có thể chôn giấu tình cảm này ở trong lòng mình, từ trước đến nay chưa hề bày tỏ lòng mình. Mãi đến 5 năm trước, Tô Thương xông vào phòng cô ấy, hai người xảy ra loại quan hệ đó, hoàn toàn phá vỡ tình cảm bế tắc đó. Sau sự việc đó, Giang Tuyết Nhi rời khỏi Giang Bắc, vốn dĩ dựa theo kế hoạch của cô ấy cả đời này cũng không quay về Giang Bắc nữa. Nhưng Tô Du Du đã lớn rồi, cũng đã hiểu chuyện, thỉnh thoảng cũng nâng cằm lên ngẩn người, nhớ đến cha. Tô Du Du không ít lần đã hỏi Giang Tuyết Nhi, cha ở đâu, mỗi lần như thế Giang Tuyết Nhi đều thuận miệng trả lời một cách đối phó. Cô ấy có thể nhìn ra, con gái rất khao khát có được tình yêu của cha, không có cha ở bên cạnh, cả ngày giàu dĩ không vui. Mấy ngày hôm nay, tình hình này của Tô Du Du càng thêm nghiêm trọng. Giang Tuyết Nhi suy nghĩ rất kỹ càng, không để con gái ôm mối hận suốt đời, vì thế đã đem theo Tô Du Du đến Giang Bắc. Tô Thương, hy vọng anh có thể làm một người cha tốt, đừng khiến Du Du thất vọng, cũng đừng làm tôi thất vọng. Giang Tuyết Nhi nhìn từ xa biệt thự ven sông, sau đó liền nhún người biến mất trong bóng đêm. Lần này cô ấy đến Giang Bắc, ngoài để Tô Du Du gặp Tô Thương ra, vẫn còn một mục đích khác, đó chính là gặp mặt Tô Huyền Thiên. Lúc đầu, cô ấy chỉ cho rằng Tô Huyền Thiên là một tông sư trẻ tuổi, tông sư hơn 20 tuổi, khả năng thiền bẩm quả là không tệ. Vì thế Giang Tuyết Nhi muốn lôi kéo Tô Huyền Thiên, để Tô Huyền Thiên trở thành bạn của Chợ Đen Cửu Môn. Nhưng lúc đó, cô ấy không hề xem trọng Tô Huyền Thiên. Nhưng sự việc xảy ra trước đó vài ngày, lại thay đổi cái nhìn của Giang Tuyết Nhi với Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên này, vậy mà có thể giết được Bán Địa Tông. Đến biên giới Đông Cương, còn đại sát tứ phương, giết sạch 8 vạn quân, thậm chí có cả 2 tên tông sư trung kỳ, 1 tên Bán Địa Tông. Tuổi mới chừng 20, thế mà có được thực lực mạnh mẽ như thế, quả thực làm người khác khiếp sợ. Vì thế, Giang Tuyết Nhi bắt đầu coi trọng Tô Huyền Thiên, cô đã quyết định, bất luận bằng mọi giá, cô chắc chắn phải để Tô Huyền Thiên trở thành đồng minh của Chợ Đen Cửu Môn. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, võ quán Bình Đảo Giang Bắc, nước Đê phái cao thủ Địa Tông Y Đằng, mặc bộ quần áo luyện công, cầm trong tay đao katana, đang ở trong phòng đơn của võ quán luyện công. Đao katana, là loại đao truyền thống Nhật Bản, dài hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng. Anh ta bước chân trước chân sau, uốn lượn, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt đao katana, ánh mắt sắc bén phi phàm. Đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Trên người anh ta, cũng không phát ra khí tức, giống như một cái cọc gỗ, cực kỳ bình thường. Giết! Nhưng ngay phút sau, Y Đằng đột nhiên quát lên, một luồng sát khí kinh khủng bao trùm toàn bộ. Gần như cùng một lúc, thanh đao katana trong tay anh ta như bổ ra, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, không khí như nghiền ép nổ tung, vang lên vù vù. Trong chớp mắt mà thôi, cái cọc gỗ đạo cụ ngoài 5 mét, liền bị sát khí của thanh đao đánh trúng, liền vỡ tan tành. Tiền bối Y Đằng, đây chính là nhất đao lưu trong truyền thuyết sao? Chủ quán võ quán Bình Đảo mặt đầy sợ hãi, thận trọng hỏi. Y Đằng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thu hồi lại đao Kanata, cười nói, tôi hiểu biết về nhất đao lưu cũng chỉ có thể nói là bình thường, cũng hoàn toàn không có hiểu rõ. Vậy nhất đao lưu chân chính, sẽ khủng bố cỡ nào chứ? Chủ quán cực kỳ ngạc nhiên, còn cố ý nịnh nọt Y Đằng. Ha ha, không nghi ngờ gì về nhất đao lưu nữa cả, đây chính là phương tiện tấn công mạnh nhất của nước Đê.
Y đằng lộ ra một nụ cười, sau đó liền hỏi, Tô Huyền Thiên ở đâu, đã tra ra được chưa? Trước mắt vẫn chưa. Chủ quán lắc đầu nói, Tô Huyền Thiên lai lịch bí ẩn, không ai biết anh ta học võ từ đâu, ở chỗ nào. Có điều, thông qua tai mắt ngầm của chúng tôi nghe ngóng xung quanh, ngược lại đã tra ra được một tin tức cực kỳ có ích. Chủ quán tiếp tục nói, khoảng mấy ngày trước, nhà họ Lý là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc, ông chủ Lý Thuần Phong mừng đại thọ, đã nhận được một phần bánh trà hoa khai phú quý. Mà phần bánh trà đó, là Tô Huyền Thiên mua được ở chợ đen Cửu Môn, theo lý mà nói thì chỉ có Tô Huyền Thiên mới có thể sử dụng nó, người gửi quà, nhất định là Tô Huyền Thiên. Chủ quán suy đoán nói, vì thế, tiền bối Y Đằng, tôi nghi ngờ Tô Huyền Thiên với nhà họ Lý có giao tình, nếu không thì sẽ không tặng quà rồi. Y Đằng nghe vậy, thản nhiên nói, thế thì đơn giản rồi, ông phái người đến nhà họ Lý, đưa người nhà họ Lý khống chế hết, sau đó làm lộ tin tức ra, ép Tô Huyền Thiên xuất hiện không phải được rồi sao? Nếu Tô Huyền Thiên không đến, vậy thì giết hết toàn bộ người nhà họ Lý, dù sao cũng chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, không đáng sợ. Y Đằng thuận miệng nói ra, dường như nhà họ Lý trên dưới mười mấy mạng người, trong mắt anh ta cũng chỉ là sâu bọ mà thôi. Tiền bối Y Đằng. Chủ quán lại khổ sở nói, chủ nhà họ Lý là Lý Thuần Phong, là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Bắc, nghe nói người thấy ông ta rút kiếm ra, đều đã chết, tôi vừa mới đặt chân lên cảnh giới tông sư, sợ rằng không phải đối thủ của ông ta. Thật sao? Y Đằng nghe đến đây, đột nhiên lộ ra một nụ cười khinh thường. Giang Bắc nhỏ nhoi, có thể có cao thủ gì được chứ, việc này đích thân tôi sẽ làm, ông phụ trách dẫn đường là được. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Thương vẫn còn đang ngủ thì cảm thấy mặt hơi ngứa ngứa, anh liền mở mắt ra thì kết quả là nhìn thấy Tô Du Du đang cầm lấy ngọn tóc của mình vẩy vẩy trên mặt mình. Du Du, sao dậy sớm quá vậy? Tô Thương mỉm cười dịu dàng nói. Dạ, Tô Du Du vui vẻ cười nói, Du Du không có thói quen ngủ nướng. Mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Tiếp theo, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của Tô Du Du nở một nụ cười ngọt ngào, nũng nịu nói, cha Tô, Du Du đói rồi, cái bụng nhỏ xẹp lép rồi nè, cha mau dẫn con đi ăn sáng đi, được không? Ha ha! Tô Thương ngồi dậy, xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái rồi khẽ cười, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, cha làm cho con ăn, được không? Cha còn biết nấu ăn sao? Tô Du Du kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, tay nghề cha con rất giỏi đó nha. Tô Thương bước xuống giường, cười nói, đi thôi, chúng ta đến nhà ăn nào, xem có gì ăn không. Dạ. Tô Du Du vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Tô Thương đi xuống nhà bếp dưới lầu. Lúc trước, Tô Thần Binh thỉnh thoảng cũng đến biệt thự ven sông ở mấy ngày, cho nên trong tủ lạnh ở nhà bếp luôn có người để sẵn thức ăn tươi sống. Tô Thương mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy có cà chua, mì sợi, còn có trứng gà nữa. Con thích ăn mì cà chua xào trứng không? Tô Thương cười hỏi. Tô Du Du gật đầu lia lịa nói, thích ạ, cha Tô nấu gì con cũng thích. Vậy được, con ở phòng ăn đợi cha một lát, khoảng 10 phút sau thì có thể ăn được rồi. Tô Thương dịu dàng xoa đầu con gái nói. Tô Du Du lại ôm chặt lấy Tô Thương, rồi bướng bỉnh nói, không, con muốn ở cùng với cha cơ. Tô Thương bật cười, rồi bắt đầu làm đồ ăn sáng. Mì cà chua xào trứng là một món ăn rất đơn giản, nhưng mà muốn nấu cho ngon thì phải là người có tay nghề giỏi nha. Mặc dù sở trường của Tô Thương không phải là nấu cơm nhưng tu luyện mấy vạn năm rồi, thì anh cũng đã từng tiếp xúc qua với mấy tay đầu bếp ở Huyền Thiên Tiên Vực, cho nên tay nghề nấu ăn của anh cũng không kém đâu nha, trình độ nấu ăn của anh có thể đè bẹp hết tất cả đầu bếp ở trái đất đó. Dù sao, anh còn từng dùng thịt rồng để làm thịt nướng, còn dùng huyền vũ để hầm canh, cánh phượng hoàng thì cũng ăn không ít nha. Một linh thú thượng cổ trông giống con rùa. Bây giờ mặc dù chỉ có mấy nguyên liệu đơn giản nhưng Tô Thương cũng tự tin có thể tạo ra được những món ăn xuất chúng. Trong cơ thể của con gái mình không có chân khí chuyển động, nhìn lại cũng không phải thể chất đặc biệt gì, có lẽ là do có liên quan đến cái cơ thể này của mình, dù sao Tô Đại Thiếu gia cũng chỉ là một thanh củi mục mà thôi. Lúc này, Tô Thương quan sát kỹ càng Tô Du Du mấy lần nữa, rồi thầm nghĩ, nhưng mà, con gái còn nhỏ, tư chất còn có thể dần dần được nâng cao, đợi lát nữa lúc làm cơm mình cho một sợi linh khí vào, tẩm bổ cơ thể nó trước đã, cải thiện một chút thể chất của nó.
Ở huyền thiên tiên vực, có rất nhiều người vừa mới sinh ra thì đã có thể chất vô cùng cường đại. Như là cơ thể hoang vu, cơ thể hỗn độn, cơ thể thần tiên, đầy đủ các loại thể chất khác nhau. Nếu có thể chất cường đại thì việc tu luyện sẽ nhẹ nhàng hơn, tiền đồ cực kỳ rộng mở. Nhưng loại thể chất này đa số là do di truyền hoặc là do gốc gác tổ tiên siêu việt. Mà Tô đại thiếu gia, chỉ là một người bình thường, không hề có thiên phú võ học, nhà họ Tô cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở trái đất, không cần hỏi cũng biết, tổ tiên chắc chắn không có người nào có thể chất đặc biệt được. Bởi vậy, Tô Du Du cũng không được truyền thừa gì cả, chỉ là con của một người bình thường mà thôi. Nhưng mà, ngoại trừ yếu tố di truyền hay gốc gác tổ tiên thì còn có nhiều thể chất có thể thông qua thủ đoạn mà nuôi dưỡng nên. Bây giờ Tô Thương đã biết Tô Du Du là con gái của mình, đương nhiên anh sẽ chuẩn bị trước để con gái mình có được con đường tu luyện tốt chất. Thế là, anh âm thầm để sợi linh khí vào trong thức ăn. Chỉ cần không dùng linh khí vào việc nâng cao cảnh giới thì sau này tu luyện sẽ không có bất kỳ giới hạn nào, lợi cả trăm đường. Không lâu sau, mì cà chua xào trứng đã được làm xong, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tô Thương và Tô Du Du cùng đi đến phòng ăn, thưởng thức bữa ăn sáng đơn giản của mình. Wow! Tô Du Du ăn một miếng thì hai mắt sáng rực lên, vui vẻ cười nói, cha Tô, ngon quá đi, đây là món mì cà chua xào trứng ngon nhất mà con từng được ăn đó. Hơn nữa, ăn vào trong bụng rồi còn thấy ấm áp, cả người thì vô cùng thoải mái. Cha Tô, cha làm bằng cách nào vậy, có thể dạy con được không? Tô Du Du dò hỏi. Tô Thương xoa đầu con gái, hôm nay anh đã xoa 3 lần rồi nhưng vẫn không nhịn được, sau đó cười nói, Du Du, con không cần học, cha luôn ở bên cạnh con, nếu con thích ăn thì cha sẽ luôn nấu cho con ăn. Dạ, dạ. Tô Du Du cảm động gật đầu, nhưng mà sau đó lại ủ rũ nói, nhưng mà, mấy ngày nữa thì mẹ sẽ đến đón Du Du trở về nhà rồi, đến lúc đó cũng không còn được gặp cha Tô nữa. Nhìn thấy biểu cảm này của con gái, trong lòng Tô Thương như có nhát dao cứa vào, vô cùng khó chịu, thế là anh cam kết nói, Du Du, nếu như con thích ở bên cha thì có thể ở lại bên cạnh cha, ai cũng không mang con đi được. Cha Tô. Tô Du Du nhìn thẳng vào mắt Tô Thương, đôi mắt to tròn đen láy ngân ngấn nước, không biết là đang suy nghĩ gì. Khoảng mấy giây sau, Tô Du Du hít một hơi thật sâu, gượng cười nói, hi hi, cha Tô, Du Du sẽ nhớ mãi câu nói này, không cho cha đổi ý đâu nhé. Tô Thương nghiêm túc gật đầu. La la la, cha Tô, không nói chuyện với cha nữa, Du Du tập trung ăn mì cà chua xào trứng đây. Tô Du Du dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên nỗi buồn đến và đi đều rất nhanh. Món mì cà chua xào trứng của Tô Thương làm chỉ qua một lúc đã bị Tô Du Du ăn hết nửa nồi, điều này khiến cho Tô Thương vô cùng kinh ngạc. Điều đáng nói là Tô Thương làm số lượng cũng không hề ít, đừng nói là một đứa trẻ 4 tuổi, cho dù là một người lớn bình thường thì cũng không ăn được nhiều như vậy. No quá, con cảm giác giống như là cái bụng nhỏ của con sắp bị nổ tung luôn rồi. Tô Du Du vỗ nhẹ vào cái bụng đang căng tròn của mình, sau đó cười nói, cha Tô, cha nhìn con làm gì, còn không mau ăn đi, mì nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu. Tô Thương mỉm cười, rồi sau đó gắp mấy sợi mì lên, chuẩn bị ăn. Nhưng mà ngay lúc này, anh bỗng nhiên cảm giác được Lý Nguyệt đang đi tới, thế là anh buông đũa xuống. Rất nhanh, Lý Nguyệt cầm theo hộp cơm sáng đi vào biệt thự, đúng lúc gặp được Tô Thương và Tô Du Du ở trong phòng khách. Tô Thương, Du Du, em mang. Lý Nguyệt đang nói thì nhìn thấy tô mì cà chua xào trứng ở trên bàn ăn, liền mỉm cười nói, không ngờ là mọi người đã ăn rồi. Tô Thương, mì cà chua xào trứng nhìn trông ngon quá, là do anh làm sao? Tô Thương gật đầu, rồi sau đó khẽ mỉm cười nói, đồ ăn ở bên ngoài không tốt cho sức khỏe. Em cũng ăn một chén nhé. Xì, anh chắc chắn là quái vật nhà bếp, em không thèm ăn đâu. Lý Nguyệt bĩu môi nói. Cô Lý, cháu đã ăn rồi, rất là ngon đó. Lúc này, Tô Du Du mời nói, cô thử một chút đi, bảo đảm là cô sẽ sáng mắt lên cho mà coi. 169, mì cà chua xào trứng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Thương vẫn còn đang ngủ thì cảm thấy mặt hơi ngứa ngứa. Anh liền mở mắt ra thì kết quả là nhìn thấy Tô Du Du đang cầm lấy ngọn tóc của mình vẩy vẩy trên mặt mình. Du Du, sao dậy sớm quá vậy?
Tô Thương mỉm cười dịu dàng nói. Dạ. Tô Du Du vui vẻ cười nói, Du Du không có thói quen ngủ nướng, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm. Tiếp theo, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của Tô Du Du nở một nụ cười ngọt ngào, nũng nịu nói, cha Tô, Du Du đói rồi, cái bụng nhỏ xẹp lép rồi nè, cha mau dẫn con đi ăn sáng đi, được không? Ha ha. Tô Thương ngồi dậy, xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái rồi khẽ cười, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, cha làm cho con ăn, được không? Cha còn biết nấu ăn sao? Tô Du Du kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, tay nghề cha con rất giỏi đó nha. Tô Thương bước xuống giường, cười nói, đi thôi, chúng ta đến nhà ăn nào, xem có gì ăn không? Dạ. Tô Du Du vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Tô Thương đi xuống nhà bếp dưới lầu. Lúc trước, Tô Thần Binh thỉnh thoảng cũng đến biệt thự ven sông ở mấy ngày, cho nên trong tủ lạnh ở nhà bếp luôn có người để sẵn thức ăn tươi sống. Tô Thương mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy có cà chua, mì sợi, còn có trứng gà nữa. Con thích ăn mì cà chua xào trứng không? Tô Thương cười hỏi. Tô Du Du gật đầu lia lịa nói, thích ạ, cha Tô nấu gì con cũng thích. Vậy được, con ở phòng ăn đợi cha một lát, khoảng 10 phút sau thì có thể ăn được rồi. Tô Thương dịu dàng xoa đầu con gái nói. Tô Du Du lại ôm chặt lấy Tô Thương, rồi bướng bỉnh nói, không, con muốn ở cùng với cha cơ. Tô Thương bật cười, rồi bắt đầu làm đồ ăn sáng. Mì cà chua xào trứng là một món ăn rất đơn giản, nhưng mà muốn nấu cho ngon thì phải là người có tay nghề giỏi nha. Mặc dù sở trường của Tô Thương không phải là nấu cơm nhưng tu luyện mấy vạn năm rồi, thì anh cũng đã từng tiếp xúc qua với mấy tay đầu bếp ở Huyền Thiên Tiên Vực, cho nên tay nghề nấu ăn của anh cũng không kém đâu nha, trình độ nấu ăn của anh có thể đè bẹp hết tất cả đầu bếp ở trái đất đó. Dù sao, anh còn từng dùng thịt rồng để làm thịt nướng, còn dùng huyền vũ để hầm canh, cánh phượng hoàng thì cũng ăn không ít nha. Một linh thú thượng cổ trông giống con rùa. Bây giờ mặc dù chỉ có mấy nguyên liệu đơn giản nhưng Tô Thương cũng tự tin có thể tạo ra được những món ăn xuất chúng. Trong cơ thể của con gái mình không có chân khí chuyển động, nhìn lại cũng không phải thể chất đặc biệt gì, có lẽ là do có liên quan đến cái cơ thể này của mình. Dù sao Tô Đại Thiếu Gia cũng chỉ là một thanh củi mục mà thôi. Lúc này, Tô Thương quan sát kỹ càng Tô Du Du mấy lần nữa, rồi thầm nghĩ, nhưng mà, con gái còn nhỏ, tư chất còn có thể dần dần được nâng cao, đợi lát nữa lúc làm cơm mình cho một sợi linh khí vào, tẩm bổ cơ thể nó trước đã, cải thiện một chút thể chất của nó. Ở Huyền Thiên Tiên Vực, có rất nhiều người vừa mới sinh ra thì đã có thể chất vô cùng cường đại. Như là cơ thể hoang vu, cơ thể hỗn độn, cơ thể thần tiên, đầy đủ các loại thể chất khác nhau. Nếu có thể chất cường đại thì việc tu luyện sẽ nhẹ nhàng hơn, tiền đồ cực kỳ rộng mở. Nhưng loại thể chất này đa số là do di truyền hoặc là do gốc gác tổ tiên siêu việt. Mà Tô Đại Thiếu Gia, chỉ là một người bình thường, không hề có thiên phú võ học, nhà họ Tô cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở trái đất, không cần hỏi cũng biết, tổ tiên chắc chắn không có người nào có thể chất đặc biệt được. Bởi vậy, Tô Du Du cũng không được truyền thừa gì cả, chỉ là con của một người bình thường mà thôi. Nhưng mà, ngoại trừ yếu tố di truyền hay gốc gác tổ tiên thì còn có nhiều thể chất có thể thông qua thủ đoạn mà nuôi dưỡng nên. Bây giờ Tô Thương đã biết Tô Du Du là con gái của mình, đương nhiên anh sẽ chuẩn bị trước để con gái mình có được con đường tu luyện tốt chất. Thế là, anh âm thầm để sợi linh khí vào trong thức ăn. Chỉ cần không dùng linh khí vào việc nâng cao cảnh giới thì sau này tu luyện sẽ không có bất kỳ giới hạn nào, lợi cả trăm đường. Không lâu sau, mì cà chua xào trứng đã được làm xong, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tô Thương và Tô Du Du cùng đi đến phòng ăn, thưởng thức bữa ăn sáng đơn giản của mình. Wow! Tô Du Du ăn một miếng thì hai mắt sáng rực lên, vui vẻ cười nói, cha Tô, ngon quá đi! Đây là món mì cà chua xào trứng ngon nhất mà con từng được ăn đó. Hơn nữa, ăn vào trong bụng rồi còn thấy ấm áp, cả người thì vô cùng thoải mái. Cha Tô, cha làm bằng cách nào vậy, có thể dạy con được không? Tô Du Du dò hỏi. Tô Thương xoa đầu con gái, hôm nay anh đã xoa 3 lần rồi nhưng vẫn không nhịn được, sau đó cười nói, Du Du, con không cần học, cha luôn ở bên cạnh con, nếu con thích ăn thì cha sẽ luôn nấu cho con ăn. Dạ, dạ. Tô Du Du cảm động gật đầu, nhưng mà sau đó lại ủ rũ nói, nhưng mà,
mấy ngày nữa thì mẹ sẽ đến đón Du Du trở về nhà rồi, đến lúc đó cũng không còn được gặp cha Tô nữa. Nhìn thấy biểu cảm này của con gái, trong lòng Tô Thương như có nhát dao cứa vào, vô cùng khó chịu, thế là anh cam kết nói, Du Du, nếu như con thích ở bên cha thì có thể ở lại bên cạnh cha, ai cũng không mang con đi được. Cha Tô. Tô Du Du nhìn thẳng vào mắt Tô Thương, đôi mắt to tròn đen láy ngân ngấn nước, không biết là đang suy nghĩ gì. Khoảng mấy giây sau, Tô Du Du hít một hơi thật sâu, gượng cười nói, hi hi, cha Tô, Du Du sẽ nhớ mãi câu nói này, không cho cha đổi ý đâu nhé. Tô Thương nghiêm túc gật đầu. La la la, cha Tô, không nói chuyện với cha nữa, Du Du tập trung ăn mì cà chua xào trứng đây. Tô Du Du dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên nỗi buồn đến và đi đều rất nhanh. Món mì cà chua xào trứng của Tô Thương làm chỉ qua một lúc đã bị Tô Du Du ăn hết nửa nồi, điều này khiến cho Tô Thương vô cùng kinh ngạc. Điều đáng nói là Tô Thương làm số lượng cũng không hề ít, đừng nói là một đứa trẻ 4 tuổi, cho dù là một người lớn bình thường thì cũng không ăn được nhiều như vậy. No quá, con cảm giác giống như là cái bụng nhỏ của con sắp bị nổ tung luôn rồi. Tô Du Du vỗ nhẹ vào cái bụng đang căng tròn của mình, sau đó cười nói, cha Tô, cha nhìn con làm gì, còn không mau ăn đi, mì nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu. Tô Thương mỉm cười, rồi sau đó gắp mấy sợi mì lên, chuẩn bị ăn. Nhưng mà ngay lúc này, anh bỗng nhiên cảm giác được Lý Nguyệt đang đi tới, thế là anh buông đũa xuống. Rất nhanh, Lý Nguyệt cầm theo hộp cơm sáng đi vào biệt thự. Đúng lúc gặp được Tô Thương và Tô Du Du ở trong phòng khách. Tô Thương, Du Du, em mang. Lý Nguyệt đang nói thì nhìn thấy tô mì cà chua xào trứng ở trên bàn ăn, liền mỉm cười nói, không ngờ là mọi người đã ăn rồi. Tô Thương, mì cà chua xào trứng nhìn trông ngon quá, là do anh làm sao? Tô Thương gật đầu, rồi sau đó khẽ mỉm cười nói, đồ ăn ở bên ngoài không tốt cho sức khỏe, em cũng ăn một chén nhé. Anh chắc chắn là quái vật nhà bếp, em không thèm ăn đâu. Lý Nguyệt bĩu môi nói. Cô Lý, cháu đã ăn rồi, rất là ngon đó. Lúc này, Tô Du Du mời nói, cô thử một chút đi, bảo đảm là cô sẽ sáng mắt lên cho mà coi. Du Du cũng nói như vậy rồi, em giữ thể diện cho anh vậy, miễn cưỡng ăn hai miếng thử xem. Lý Nguyệt mỉm cười, sau đó ngồi xuống, ngay khi vừa ăn một miếng mì cà chua xào trứng thì cô liền không dừng lại được nữa. Trực tiếp ăn hết sạch nửa nồi mì còn lại, thậm chí ngay cả nước sốt cũng không trừ lại một giọt. Lý Nguyệt cũng lên một cái, rồi đó sau đó kinh ngạc nhìn Tô Thương. Ngon thật, Tô Thương, không ngờ là anh lại nấu mì ngon như vậy, em còn muốn ăn mì của anh nấu nữa, khi nào lại làm cho em ăn nhé? Bằng 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 bằng, chương 170, khụ khụ, chấm. Nghe được lời của Lý Nguyệt, Tô Thương sờ mũi nói. Khi nào chúng ta ở riêng với nhau, phía dưới của anh cho em ăn bất cứ lúc nào. Tại sao anh chỉ cho em ăn khi ở riêng với nhau? Lý Nguyệt nói xong bỗng nhiên ngại ngùng, mặt cô ấy đỏ bừng lên tức giận nói, Tô Thương, anh thật là nhàm chán thật đấy, lái xe đi qua trước mặt con bé như vậy sao? Lái xe sao? Tô Thương ngây dại, nghi ngờ nói, Tô Du Du đang ở nhà mà, làm gì lái xe đâu? Lý Nguyệt à, em đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu được. Chuyện là thế này. Thấy vậy, Lý Nguyệt vội vàng giải thích nói, Du Du, vừa nãy trên đường đi tới đây, cô nhìn thấy một người tài xế lái xe trông rất giống với Tô Thương, còn tưởng đó là anh ấy nữa chứ. Ồ, thì ra là như vậy. Tô Du Du gật đầu nhưng đôi mắt hiện lên rõ ràng biết mình phải làm gì. Giải thích. Lý Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vì sợ dậy con hư nên cô ấy đành tàn nhẫn đứng nhìn Tô Thương. Ngược lại, Lý Nguyệt dường như nghĩ đến điều gì đó, tò mò hỏi, Du Du, con vừa rồi gọi Tô Thương là gì? Cha Tô à, Tô Du Du ngoan ngoãn nói. Lý Nguyệt càng khó hiểu, tại sao lại gọi anh ấy là cha? Du Du không có cha, từ nhỏ lớn lên cùng mẹ. Chú Tô đối xử với con rất tốt, con rất nhớ cha của con nên đã. Du Du đôi mắt đỏ hoe nói trông thật đáng thương. Cô xin lỗi con Du Du. Cô không nên động vào nỗi buồn của con. Lý Nguyệt không biết làm sao, vội vàng trấn an nói, Du Du, sau này Tô Thương chính là cha của con đừng buồn, sau này chúng ta sẽ đưa con đi chơi các trò chơi ở khu vui chơi được không?
Thật vậy sao? Tô Du Du chớp mắt vui mừng nói, Du Du chưa từng được đi đến khu vui chơi, cô nói thật chứ? Chưa từng đến khu vui chơi. Cũng đúng. Những đứa trẻ lớn lên cùng mẹ, mẹ lại bận rộn với công việc như vậy thì việc chúng không được đi đến khu vui chơi là chuyện bình thường. Hai. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp. Tình mẹ con trong người Lý Nguyệt dâng trào, cô ngồi xuống xoa đầu Du Du, nhẹ nhàng nói, đương nhiên là thật rồi, chúng ta đi ngay bây giờ nhé. Vâng ạ. Thế là Du Du có thể đi đến khu vui chơi để chơi trò chơi rồi. Tô Du Du vui vẻ nhảy vòng tròn tại chỗ, vỗ tay chạy quanh Lý Nguyệt. Nhìn thấy Du Du vui vẻ như vậy, Lý Nguyệt mỉm cười. Sau đó lấy ra một cây kẹo mút Chupa Chups, Du Du, sáng nay cô Lý có đi qua cửa hàng nhỏ có mua cho cháu một cây kẹo mút vị dâu, cháu có thích không? Cháu thích ạ, cháu cảm ơn cô Lý. Du Du cầm lấy cây kẹo mút Chupa Chups rồi hôn lên má Lý Nguyệt. Điều này làm cho Lý Nguyệt thêm vui vẻ, cô từ từ đưa tay lên lau nước miếng trên mặt. Trong lòng cô lúc này cũng suy nghĩ, lạ thật, sao Du Du lại có thể giống Tô Thương như vậy chứ, đều là nhổ nước bọt vào mặt người khác khi hôn vậy. Du Du, đúng lúc Lý Nguyệt đang tò mò, ánh mắt Tô Thương nhìn con gái lắc đầu nói, buổi sáng không được ăn kẹo đâu, không tốt cho răng. À. .con chỉ ăn một chút thôi. Du Du nhìn Tô Thương cầu xin, ba Tô, cho con ăn một chút xíu thôi cũng được. Không được, buổi sáng trẻ con không được ăn ngọt. Tô Thương nghiêm túc từ chối. Được rồi. Du Du hơi thất vọng nhưng lại nhanh chóng trở nên vui vẻ thúc giục. Cha Tô, chúng ta có thể đến khu vui chơi bây giờ được không? Được. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn Lý Nguyệt cười nói, vợ à, hôm nay em có phải đến trường không? Có khóa học tự chọn. Vậy sao em lại muốn đưa Du Du đến khu vui chơi mà không đến trường? Tô Thương hỏi. Vừa rồi không phải Du Du khóc sao, em bí quá nên dỗ dành. Chấm, Lý Nguyệt thì thào nói, nhưng không sao, cùng lắm thì em trốn học. Vợ à, em là học sinh giỏi đó, sao có thể trốn học được? Anh lo cái gì? Lý Nguyệt lườm Tô Thương một cái rồi nói, em chỉ là lâu lâu mới trốn học thôi. So với anh, em vẫn còn là trò ngoan đấy. Ha ha. Tô Thương cười nói, vợ à, ăn nhiều đồ ngọt có hại cho răng đó. Sau này em đừng mua kẹo cho Du Du nữa. Ừm, em biết rồi. Lý Nguyệt gật đầu đồng ý, anh nói cũng đúng. Anh chu đáo thật đấy, lần sau em sẽ không mua nữa. Ăn xong chưa? Chưa ăn xong thì ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta đi đến khu vui chơi Happy Valley chơi. Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trước mặt rồi khẽ cười nhẹ nói, mấy ngày hôm trước em lướt TikTok thì thấy mấy video về khu vui chơi Happy Valley ở trong thành phố. Có tàu lượn siêu tốc, bánh xe đu quay, ngựa gỗ quay, còn nhiều trò lắm, e đã muốn đến đó từ lâu. Tô Thương cười nói, vợ à, có phải là chính em muốn đi đến khu vui chơi đúng không? Lý Nguyệt không muốn Tô Thương nói đúng tâm ý của mình nên cô ấy liền che miệng Tô Thương, đừng nói linh tinh. Em chủ yếu là muốn đi cùng Du Du thôi. Ha ha. Tô Thương không vạch trần Lý Nguyệt nữa. Tiếp đó, Tô Thương lái con xe Ferrari đưa Lý Nguyệt và Du Du đến Happy Valley. Không lâu sau đã đến nơi. Ôi, vòng đu quay thật là lớn. Có tàu lượn siêu tốc. Cha Tô, cô Lý, con sợ lắm. Cha và cô có thể chơi cùng con được không? Nhìn xem, chuyến tàu của những người nổi tiếng trên Internet 100 cây số. Cha Tô ơi, con muốn chơi cái này. Tô Du Du đến Happy Valley với sự hân hoan, nụ cười hạnh phúc luôn nở trên khuôn mặt bé nhỏ dịu dàng đó. Tô Thương và Lý Nguyệt đã chơi cùng với Du Du gần như cả ngày. Điều kỳ lạ là Du Du luôn luôn tràn đầy sinh lực, sau khi chơi liên tục mấy tiếng đồng hồ mà cô ấy thậm chí không đổ cả mồ hôi. Lúc đầu, Lý Nguyệt rất tò mò về Happy Valley, và đã chơi một vài trò chơi ở đó. Nhưng dần dần, Lý Nguyệt không chịu đựng được nữa, cô ấy đã quá mệt mỏi vì một số trò chơi đáng sợ mạo hiểm. Vì vậy cô ấy ngồi trong chòi để nghỉ ngơi. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng quá trưa rồi. Cái bụng đói meo của Du Du réo lên trước khi sẵn sàng rời Happy Valley cùng với Tô Thương và Lý Nguyệt. Khoảng nửa tiếng sau, cả ba người đã đến nhà hàng Joseph và gọi một số món ăn ngon. Sau đó Lý Nguyệt đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc chờ ăn, Du Du nhìn thấy bọn trẻ con bàn bên đang ăn kẹo mút nên rất thèm thuồng,
không ngừng liếm miệng. Du Du, đợi ở đây nhé, cha ra ngoài mua vài thứ. Tô Thương mỉm cười khi thấy Du Du như vậy. Du Du ngoan ngoãn đáp lời, vâng cha Tô, cha đi nhanh về với con. Được. Tô Thương gật đầu, rồi đi ra khỏi nhà hàng. Sau một lúc thì anh ấy quay lại với cây kẹo mút trên tay như cầm bảo vật rồi nói, Du Du, con biết đây là gì không? Kẹo mút. Đôi mắt Du Du sáng lên ngay lập tức, con bé mỉm cười thật hạnh phúc, cha Tô, cha đi mua kẹo cho con sao? Thôi, ăn đi nhóc con. Tô Thương chu đáo bóc kẹo rồi đưa cho Du Du, âu yếm xoa tóc con gái. Đây là... Tô Thương sờ lên mũi, khẽ cười nói, thực ra, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Đồ hai mặt, Lý Nguyệt trợn mắt liếc Tô Thương một cái, nói, anh nói kẹo không tốt cho răng của trẻ, trẻ con không thể ăn kẹo, lẽ nào anh quên rồi sao? Anh nói là, buổi sáng không thể ăn kẹo, bây giờ đã là buổi trưa rồi mà. Tô Dương giải thích, thôi, đừng giải thích nữa, chẳng phải là bản thân anh muốn nuông chiều Du Du sao, em nói với Tô Dương anh nhé. Như thế thì không được đâu. Lý Nguyệt thành thật nói, em cũng muốn chiều Du Du, con bé gọi anh là cha, vậy thì cũng phải gọi em là mẹ. Nhưng, Du Du đã có mẹ rồi mà. Lúc này, Tô Thương, nói chen vào. Du Du. Lý Nguyệt ngồi xổm xuống, vuốt tóc cho Tô Du Du, sau đó nhẹ nhàng cười nói với cô bé, mẹ ruột là mẹ ruột, cô Lý có thể làm mẹ nuôi cháu không? Như vậy về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Cô với cha Tô Thương của cháu, cũng có thể thường xuyên đưa cháu đi chơi. Thật sao, Tô Du Du vui vẻ nói. Lý Nguyệt mỉm cười nói, khi chờ mẹ cháu đến đón con về nhà, cô sẽ nói với cô ấy chuyện này, tuy cô không quen mẹ cháu, nhưng với phẩm chất của cô Lý, chắc chắn là đáng tin, mẹ cháu sẽ không từ chối được đâu. Nếu như mẹ cháu đồng ý để cô làm mẹ nuôi của cháu, sau này nếu cô ấy bận công việc, thì cô có thể chăm sóc cháu một cách danh chính ngôn thuận rồi. Lý Nguyệt nghiêm túc nói, dường như cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, xem ra cô ấy rất thích Tô Du Du. À, cô Lý, cô tốt thật đó. Tô Du Du lấy que kẹo từ trong miệng ra, hôn lên môi Lý Nguyệt một cách ngọt ngào. Khoảng 10 phút trôi qua, đồ ăn đã gọi từ trước đã lên đầy đủ rồi. Tô Thương với Lý Nguyệt, thay phiên nhau đút cho Tô Du Du ăn. Cực giống một gia đình có 3 thành viên, khung cảnh vô cùng ấm áp. Nhưng ngay lúc này, Đồng Tử Khôn và một cô gái tây mắt xanh tóc vàng đi vào nhà hàng, hơn nữa còn đi thẳng đến phía bàn ăn ngay bên cạnh Tô Thương. Tiểu thư Mona, nhà hàng Joseph là nhà hàng tây tốt nhất ở Giang Bắc, tôi vô cùng thích ăn món gan ngỗng ở chỗ này, hương vị rất ngon, cô nhất định phải thử đấy. Đồng Tử Khôn cười nói. Được thôi. Cô gái tây tóc vàng mắt xanh. Thuận tiện ngồi luôn xuống ghế, phát âm tiếng nước Hoa còn chuẩn hơn Đồng Tử Khôn. Tiểu thư Mona, hãy tin tôi, đồ ngon ở đây nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu, tôi. Đồng Tử Khôn đang nói, lúc này đột nhiên nhìn thấy Lý Nguyệt ngồi ở bàn bên cạnh, hai mắt anh ta sáng lên, vô cùng mừng rỡ nói, Lý Nguyệt, sao cô lại ở đây, chúng ta đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tâm linh tương thông đó. Anh Đồng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt bất tương phùng, không phải là tâm linh tương thông. Cô gái Tây Mona sửa lại. Tiểu thư Mona nói đúng đó. Đồng Tử Khôn thuận miệng đáp lại một câu, sau đó liền không để ý đến Mona nữa, mà đi tới trước mặt Lý Nguyệt, nói một cách nịnh nọt, Lý Nguyệt, chúng ta có thể cùng ăn bữa trưa với nhau không? Lý Nguyệt ngồi xích ra một chút, không hề để ý tới lời của Đồng Tử Khôn. Lý Nguyệt, chúng ta từng du học ở nước ngoài nhiều năm. Rất có kinh nghiệm ăn đồ Tây, tôi cũng hài lòng về nhà hàng Joseph này nữa. Đồng Tử Khôn không bằng lòng, nói tiếp, mong cô nhận lấy lời mời của tôi. Lúc này Tô Thương ngồi trước mặt, bỗng không vui nữa, giọng lạnh lùng nói, Đồng Tử Khôn, anh mù à, không thấy Lý Nguyệt đang dùng bữa với tôi sao? Tô đại thiếu gia. Ánh mắt Đồng Tử Khôn nhìn Lý Nguyệt bỗng dịch chuyển, lúc này mới phát hiện Tô Thương ở bên cạnh, sắc mặt liền thay đổi rất nhanh. Nhưng anh ta nghĩ lại, trong nhà mình có tông phái võ thuật làm chỗ dựa, sau đó anh ta bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Đồng Tử Khôn lấy hết dũng khí, đón nhận ánh mắt của Tô Thương, nghiêm nghị nói, Tô đại thiếu gia, dùng bữa cùng với ai, là sự tự do của Lý Nguyệt, không phải phụ thuộc vào Tô đại thiếu gia anh, thì có thể ép buộc cô ấy.
Sau đó Đồng Tử Khôn nhìn về phía Lý Nguyệt, vỗ ngực nói, Lý Nguyệt, tôi biết chắc chắn là Tô Đại Thiếu Gia đang ép buộc cô, đừng sợ, hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô, Tô Đại Thiếu Gia không dám uy hiếp cô đâu. Ai nói là tôi bị uy hiếp vậy? Lý Nguyệt không hề có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt nói, anh mù à, không nhìn ra cả nhà ba người chúng tôi đang ăn với nhau, rất vui vẻ sao? Cả nhà ba người. Trong nháy mắt biểu cảm của Đồng Tử Khôn liền cứng đơ lại, nhìn Tô Du Du ngồi bên cạnh, sau đó không thể tin được liền nói, Nguyệt, Nguyệt, em có con với Tô Thương rồi sao? Ừ, Lý Nguyệt không hề phủ nhận, nói với giọng điệu hờ hững, cho nên, Đồng Thiếu Gia, anh chấm dứt hy vọng gì với tôi đi, sau này đừng quấy rầy tôi nữa, dù sao tôi đã là mẹ của bé 4 tuổi rồi. Á, Đồng Tử Khôn không có cách nào chấp nhận được, anh ta vừa mới trở về Giang Bắc. Đã nhìn chúng Lý Nguyệt, đã xuất hiện rất nhiều những ước mơ viển vông tuyệt đẹp với Lý Nguyệt. Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên biết được, nữ thần trong lòng mình đã sinh con cho Tô Đại Thiếu Gia, điều này còn khó chịu hơn là bị cắm sừng đó. Lý Nguyệt, đây không phải là thật, cô nói với tôi, đây không phải là sự thật đi. Đồng Tử Khôn thất vọng vô cùng, muốn đi tới nắm lấy cổ tay trắng nõn của Lý Nguyệt. Lúc này... Tô Thương đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Đồng Tử Khôn, khuôn mặt sầm lại nói, đồ chó má, dám chạm vào vợ tôi, anh muốn chết phải không? Vừa nói xong, Tô Thương không hề hạ thủ lưu tình, trực tiếp bẻ gãy luôn cánh tay phải của Đồng Tử Khôn. Á! Đồng Tử Khôn hét lên một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể thì loạng choạng nghiêng ngả, rất nhanh đã ngã xuống dưới đất, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Im mồm, đừng làm phiền chúng tôi dùng bữa. Tô Thương lạnh lùng uy hiếp, nếu không tôi sẽ khiến anh mãi mãi không nói được nữa. Đồng Tử Khôn liền không kêu nữa, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thương một cách vô cùng oán hận, nghiến răng nói, Tô Đại Thiếu Gia, sẽ không cho rằng tôi thật sự sợ anh chứ. Nhà họ Tô các anh là cái thá gì, sao có thể so được với nhà họ Đồng chúng tôi chứ? Đồng Tử Khôn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi cười nhạt, sau lưng nhà họ Đồng chúng tôi có chỗ dựa, là tông phái võ thuật đấy. Mấy hôm trước tùy tiện đưa đến một cao thủ, suýt nữa thì đánh chết cha anh, Tô Đại Thiếu Gia, anh hung hăng càn quấy gì vậy? Liên quan đến chuyện của Cát Bình, Đồng Văn Thắng đã dặn đi dặn lại, bảo Đồng Tử Khôn phải giữ kín bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, Đồng Tử Khôn bị Tô Thương đánh gãy tay, đau không chịu được, thực sự không nhịn nổi, liền muốn dùng Vô Ảnh Tông để uy hiếp Tô Thương. Hừ, Tô Thương nghe thấy lời của Đồng Tử Khôn. Lập tức nhướng mày lại, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra, đêm đó nhà họ Đồng ít nhiều gì cũng có liên hệ với Địa Tông. Ban đầu Tô Thương định tha cho Đồng Tử Khôn ngay lúc đó, nhưng khi biết được chuyện kia, liền đứng dậy, đi đến trước mặt Đồng Tử Khôn. Bụp! Ngay lập tức, anh ấy đưa tay ra đánh một chưởng, đánh Đồng Tử Khôn ngã nhào xuống đất. 171. Sự sụp đổ của Đồng Tử Khôn. Đây là... Tô Thương sờ lên mũi, khẽ cười nói, thực ra, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Đồ hai mặt, Lý Nguyệt trợn mắt liếc Tô Thương một cái, nói, anh nói kẹo không tốt cho răng của trẻ, trẻ con không thể ăn kẹo, lẽ nào anh quên rồi sao? Anh nói là, buổi sáng không thể ăn kẹo, bây giờ đã là buổi trưa rồi mà. Tô Dương giải thích, thôi, đừng giải thích nữa, chẳng phải là bản thân anh muốn nuông chiều Du Du sao? Em nói với Tô Dương anh nhé, như thế thì không được đâu. Lý Nguyệt thành thật nói, em cũng muốn chiều Du Du, con bé gọi anh là cha, vậy thì cũng phải gọi em là mẹ. Nhưng, Du Du đã có mẹ rồi mà. Lúc này, Tô Thương, nói chen vào. Du Du. Lý Nguyệt ngồi xổm xuống, vuốt tóc cho Tô Du Du, sau đó nhẹ nhàng cười nói với cô bé, mẹ ruột là mẹ ruột, cô Lý có thể làm mẹ nuôi cháu không? Như vậy về sau chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi, cô với cha Tô Thương của cháu cũng có thể thường xuyên đưa cháu đi chơi. Thật sao? Tô Du Du vui vẻ nói. Ừm. Lý Nguyệt mỉm cười nói, khi chờ mẹ cháu đến đón con về nhà, cô sẽ nói với cô ấy chuyện này, tuy cô không quen mẹ cháu, nhưng với phẩm chất của cô Lý, chắc chắn là đáng tin, mẹ cháu sẽ không từ chối được đâu. Nếu như mẹ cháu đồng ý để cô làm mẹ nuôi của cháu, sau này nếu cô ấy bận công việc, thì cô có thể chăm sóc cháu một cách danh chính ngôn thuận rồi. Lý Nguyệt nghiêm túc nói, dường như cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều,
xem ra cô ấy rất thích Tô Du Du. À, cô Lý, cô tốt thật đó. Tô Du Du lấy que kẹo từ trong miệng ra, hôn lên môi Lý Nguyệt một cách ngọt ngào. Khoảng 10 phút trôi qua, đồ ăn đã gọi từ trước đã lên đầy đủ rồi. Tô Thương với Lý Nguyệt, thay phiên nhau đút cho Tô Du Du ăn, cực giống một gia đình có 3 thành viên, khung cảnh vô cùng ấm áp. Nhưng ngay lúc này, Đồng Tử Khôn và một cô gái tây mắt xanh tóc vàng đi vào nhà hàng, hơn nữa còn đi thẳng đến phía bàn ăn ngay bên cạnh Tô Thương. Tiểu thư Mona, nhà hàng Joseph là nhà hàng tây tốt nhất ở Giang Bắc, tôi vô cùng thích ăn món gan ngỗng ở chỗ này, hương vị rất ngon, cô nhất định phải thử đấy. Đồng Tử Khôn cười nói. Được thôi. Cô gái tây tóc vàng mắt xanh, thuận tiện ngồi luôn xuống ghế, phát âm tiếng nước hoa còn chuẩn hơn Đồng Tử Khôn. Tiểu thư Mona, hãy tin tôi, đồ ngon ở đây nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu, tôi. Đồng Tử Khôn đang nói, lúc này đột nhiên nhìn thấy Lý Nguyệt ngồi ở bàn bên cạnh, hai mắt anh ta sáng lên, vô cùng mừng rỡ nói, Lý Nguyệt, sao cô lại ở đây, chúng ta đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tâm linh tương thông đó. Anh Đồng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng, không phải là tâm linh tương thông. Cô gái Tây Mona sửa lại. Tiểu thư Mona nói đúng đó. Đồng Tử Khôn thuận miệng đáp lại một câu, sau đó liền không để ý đến Mona nữa, mà đi tới trước mặt Lý Nguyệt, nói một cách nịnh nọt, Lý Nguyệt, chúng ta có thể cùng ăn bữa trưa với nhau không? Lý Nguyệt ngồi xích ra một chút, không hề để ý tới lời của Đồng Tử Khôn. Lý Nguyệt, chúng ta từng du học ở nước ngoài nhiều năm, rất có kinh nghiệm ăn đồ Tây, tôi cũng hài lòng về nhà hàng Joseph này nữa. Đồng Tử Khôn không bằng lòng, nói tiếp, mong cô nhận lấy lời mời của tôi. Lúc này Tô Thương ngồi trước mặt, bỗng không vui nữa, giọng lạnh lùng nói, Đồng Tử Khôn, anh mù à, không thấy Lý Nguyệt đang dùng bữa với tôi sao? Tô đại thiếu gia. Ánh mắt Đồng Tử Khôn nhìn Lý Nguyệt bỗng dịch chuyển, lúc này mới phát hiện Tô Thương ở bên cạnh, sắc mặt liền thay đổi rất nhanh. Nhưng anh ta nghĩ lại, trong nhà mình có tông phái võ thuật làm chỗ dựa. Sau đó anh ta bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại cảm xúc, Đồng Tử Khôn lấy hết dũng khí, đón nhận ánh mắt của Tô Thương, nghiêm nghị nói, Tô đại thiếu gia, dùng bữa cùng với ai, là sự tự do của Lý Nguyệt, không phải phụ thuộc vào Tô đại thiếu gia anh, thì có thể ép buộc cô ấy. Sau đó Đồng Tử Khôn nhìn về phía Lý Nguyệt, vỗ ngực nói, Lý Nguyệt, tôi biết chắc chắn là Tô đại thiếu gia đang ép buộc cô, đừng sợ, hôm nay tôi sẽ bảo vệ cô. Tô đại thiếu gia không dám uy hiếp cô đâu. Ai nói là tôi bị uy hiếp vậy? Lý Nguyệt không hề có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt nói, anh mù à, không nhìn ra cả nhà ba người chúng tôi đang ăn với nhau, rất vui vẻ sao? Cả nhà ba người. Trong nháy mắt biểu cảm của Đồng Tử Khôn liền cứng đơ lại, nhìn Tô Du Du ngồi bên cạnh, sau đó không thể tin được liền nói, Nguyệt, em có con với Tô Thương rồi sao? Ừ. Lý Nguyệt không hề phủ nhận, nói với giọng điệu hờ hững, cho nên, Đồng thiếu gia, anh chấm dứt hy vọng gì với tôi đi, sau này đừng quấy rầy tôi nữa, dù sao tôi đã là mẹ của bé 4 tuổi rồi. Á, Đồng Tử Khôn không có cách nào chấp nhận được, anh ta vừa mới trở về Giang Bắc, đã nhìn chúng Lý Nguyệt, đã xuất hiện rất nhiều những ước mơ viển vông tuyệt đẹp với Lý Nguyệt. Nhưng bây giờ, anh ta đột nhiên biết được, nữ thần trong lòng mình đã sinh con cho Tô đại thiếu gia. Điều này còn khó chịu hơn là bị cắm sừng đó. Lý Nguyệt, đây không phải là thật, cô nói với tôi, đây không phải là sự thật đi. Đồng Tử Khôn thất vọng vô cùng, muốn đi tới nắm lấy cổ tay trắng nõn của Lý Nguyệt. Lúc này, Tô Thương đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Đồng Tử Khôn, khuôn mặt sầm lại nói, đồ chó má, dám chạm vào vợ tôi, anh muốn chết phải không? Vừa nói xong, Tô Thương không hề hạ thủ lưu tình. Trực tiếp bẻ gãy luôn cánh tay phải của Đồng Tử Khôn. Á! Đồng Tử Khôn hét lên một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể thì loạng choạng nghiêng ngả, rất nhanh đã ngã xuống dưới đất, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Im mồm, đừng làm phiền chúng tôi dùng bữa. Tô Thương lạnh lùng uy hiếp, nếu không tôi sẽ khiến anh mãi mãi không nói được nữa. Đồng Tử Khôn liền không kêu nữa, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thương một cách vô cùng oán hận, nghiến răng nói, Tô đại thiếu gia. Sẽ không cho rằng tôi thật sự sợ anh chứ. Nhà họ Tô các anh là cái thá gì, sao có thể so được với nhà họ Đồng chúng tôi chứ?
Đồng Tử Khôn đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi cười nhạt, sau lưng nhà họ Đồng chúng tôi có chỗ dựa, là tông phái võ thuật đấy, mấy hôm trước tùy tiện đưa đến một cao thủ, suýt nữa thì đánh chết cha anh, Tô đại thiếu gia, anh hung hăng càn quấy gì vậy? Liên quan đến chuyện của Cát Bình, Đồng Văn Thắng đã dặn đi dặn lại, bảo Đồng Tử Khôn phải giữ kín bí mật, không được nói với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ, Đồng Tử Khôn bị Tô Thương đánh gãy tay, đau không chịu được, thực sự không nhịn nổi, liền muốn dùng Vô Ảnh Tông để uy hiếp Tô Thương. Hừ, Tô Thương nghe thấy lời của Đồng Tử Khôn, lập tức nhướng mày lại, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ra, đêm đó nhà họ Đồng ít nhiều gì cũng có liên hệ với Địa Tông. Ban đầu Tô Thương định tha cho Đồng Tử Khôn ngay lúc đó, nhưng khi biết được chuyện kia, liền đứng dậy, đi đến trước mặt Đồng Tử Khôn. Bụp! Ngay lập tức, anh ấy đưa tay ra đánh một chưởng, đánh Đồng Tử Khôn ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, Tô Thương tiến lên, nhấc chân dẫm lên phế bỏ cánh tay của Đồng Tử Khôn, cười cợt nói, Đồng thiếu gia, anh đang bốc phét à? Nếu nhà họ Đồng các anh lợi hại như thế, vậy bây giờ anh liên lạc với cha anh, bảo ông ấy đưa người đến đây cứu anh đi. Á! Được, Tô Thương, tôi sẽ tìm cha tôi, anh chờ đó cho tôi. Đồng Tử Khôn đau đến nỗi mặt mày cao có hết lên, vội vàng dùng cánh tay còn lại lấy điện thoại ra, gọi điện cho nhà họ Đồng. Đồng Tử Khôn là một chàng trai tốt, từ trước đến giờ chưa từng gây chuyện. Giờ phút này, trang viên nhà họ Đồng. Một chiếc xe Range Rover màu đen, đậu ở bên ngoài trang viên, sau đó, Đồng Văn Thắng bước xuống từ trên xe. Hai ngày nay, ông ta đi tới Vô Ảnh Tông, làm việc suốt mười mấy tiếng, cuối cùng cũng về đến Giang Bắc rồi. Ông chủ, tình hình như thế nào rồi, bên Vô Ảnh Tông có giận cá chém thớt với nhà họ Đồng chúng ta không? Một tên thuộc hạ đi lên phía trước đón tiếp, hơn nữa còn hỏi nhỏ. Ừ, Đồng Văn Thắng gật đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, đại trưởng lão Vô Ảnh Tông, trách móc thông tin của nhà họ Đồng chúng ta không đầy đủ, không báo cáo trước được thực lực của Tô Huyền Thiên, do đó đã hại chết cửu trưởng lão Cát Bình. Quá đáng quá rồi đấy, cửu trưởng lão Cát Bình đến Giang Bắc, mục đích là phải giết chết Tô Thần Binh, Tô Huyền Thiên chỉ là xuất hiện trùng hợp ở chợ đen Cửu Môn thôi. Tên thuộc hạ này nghiến răng nói, ông chủ, Vô Ảnh Tông không biết trái phải quá đấy, rõ ràng là đang đùn đẩy trách nhiệm mà. Được rồi, tôi lấy một nửa tài sản của nhà họ Đồng, để trấn an đại trưởng lão Vô Ảnh Tông rồi. Đồng Văn Thắng bình thản nói, chuyện này, sau này đừng nhắc đến nữa, dù sao nhà họ Đồng chúng ta, chỉ là một thế lực phụ thuộc vào Vô Ảnh Tông thôi, rời khỏi Vô Ảnh Tông, nhà họ Đồng chúng ta ở Giang Bắc, sẽ rất khó khăn đấy. Vâng, tên thuộc hạ này trả lời một cách rất kính trọng. Ôi, của cải khổ sở tích góp nhiều năm, vì một chuyện còn con, mà bị chôn vùi đi mất hơn một nửa, đây đúng là sự đau xót của một dòng họ phải phụ thuộc vào tông phái mà. Đồng Tử Khôn thở dài một hơi, có thể nhìn ra, trong lòng ông ta vô cùng bất đắc dĩ, không hề còn có cách làm nào khác cả. Đối với nhà họ Đồng mà nói, Vô Ảnh Tông là một con quái vật khổng lồ, đừng nói đến cấp bậc của các trưởng lão. Cho dù tùy tiện chọn một đệ tử, cũng có thể hủy diệt được cả nhà họ Đồng. Cho nên, ở trước mặt Vô Ảnh Tông, Đồng Văn Thắng vô cùng bất lực, chỉ có thể tốn sức nói những lời hay tiếng tốt nịnh nọt ông ta, đến một tí không vừa lòng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đơn giản là Vô Ảnh Tông chưa hề làm những chuyện giết gà lấy trứng, còn để lại cho nhà họ Đồng giữ một nửa tài sản, nếu không thì nhà họ Đồng sớm đã không tồn tại được nữa rồi. Gần vua như gần cọp. Vận mệnh của nhà họ Đồng, từng giây từng phút đều bị thế lực vô độ này nắm giữ trong lòng bàn tay, cái mùi vị này đúng là không dễ chịu gì mà. Đồng Văn Thắng lại thở dài một lần nữa, sau đó liền không nghĩ tới chuyện này nữa, ánh mắt ông ta dừng lại trên người tên thuộc hạ bên cạnh, bèn hỏi dò Tử Khôn có ở nhà không? Không ạ. Tên thuộc hạ này thành thật trả lời, gần đây thiếu gia Tử Khôn rất cố gắng luyện nói, vừa nãy còn ở nhà. Nhưng bây giờ cậu ấy ra ngoài đi ăn với giáo viên luyện nói rồi. Tử Khôn đúng là một đứa trẻ ngoan, từ trước tới giờ cũng chưa từng gây rắc rối gì, không để tôi phải lo lắng gì cả. Nhắc đến con trai Đồng Tử Khôn, Đồng Văn Thắng để lộ ra một nụ cười vui vẻ yên tâm. Chính ngay lúc này, quản gia của trang viên lấy điện thoại chạy ra ngoài, sau khi thấy Đồng Văn Thắng, liền sốt ruột nói, ông chủ, điện thoại của thiếu gia Tử Khôn, hình như cậu ấy bị đánh rồi. Cái gì,
ai lại dám đánh con trai của tôi? Đồng Văn Thắng nghe thấy vậy, bỗng tức quá hóa giận, liền nhận cuộc điện thoại đó, lo lắng hỏi, Tử Khôn, có chuyện gì vậy, ai đánh con? Cha, đừng hỏi nhiều như thế nữa, con ở nhà hàng Joseph, cha mau đưa người đến nhanh chút đi. Giọng nói đồng Tử Khôn tràn đầy sự đau đớn. Được, 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 Tử Khôn, con đợi cha nhé. Đồng Văn Thắng nghe thấy giọng nói của con trai, trong nháy mắt trong lòng đau mãi không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, mặc kệ là ai, tôi muốn tên đó phải trả giá lại gấp trăm lần. Vừa cúp điện thoại, Đồng Văn Thắng cũng không thèm vào nhà nữa, mà đem theo vài tên cao thủ nhà họ Đồng, chạy thẳng đến nhà hàng Joseph. Trang viên nhà họ Đồng, cách nhà hàng Joseph không xa. Chiếc xe Range Rover đen vượt một trạm đèn đỏ, cũng khoảng 5-6 phút là đã đến nhà hàng Joseph. Đồng Văn Thắng không do dự gì hết, dẫn đầu mấy tên cao thủ nhà họ Đồng, trực tiếp xông vào nhà hàng. Ai đã đánh con trai tôi, cút ra đây chịu sự trừng phạt mau. Bước vào nhà hàng, Đồng Văn Thắng tức giận hét lớn lên. Là tôi. Lúc này, chân của Tô Thương chưa hề bỏ ra khỏi tay của Đồng Tử Khôn, nói một cách lạnh lùng, ông chủ Đồng, ông thật là phách lối quá đó nha. Tô đại thiếu gia. Ánh mắt của Đồng Văn Thắng dừng lại trên người Tô Thương, sắc mặt bỗng nhiên rất khó coi. Ở Giang Bắc, nhà họ Đồng không dám gây họa cho với nhiều người, vừa hay Tô đại thiếu gia là một trong số đó. Bất kể là Tô Thần Binh hay là Tô Dực Cân, đều là những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Đặc biệt là Tô Dực Cân, vô cùng cưng chiều Tô đại thiếu gia, đến mức cả cái Giang Bắc này, hầu như không có ai dám động đến Tô đại thiếu gia, tất nhiên Đồng Văn Thắng cũng không phải là ngoại lệ. Cha, cứu con, lúc này, Đồng Tử Khôn nằm dưới đất đang khóc lóc cầu cứu. Tử Khôn, nhìn thấy con trai thê thảm đến mức như vậy, Đồng Văn Thắng liền đón lấy ánh mắt của Tô Thương, nghiến răng nói, Tô đại thiếu gia, Tử Khôn không thù không oán gì với cậu, tại sao cậu lại đánh nó? Không thù không oán sao? Tô Thương lạnh lùng cười, ha ha, cứ coi như là không thù không oán đi, nhưng tôi lại muốn hành hạ anh ta đấy, có vấn đề gì không? Cậu, vẻ mặt của Đồng Văn Thắng liền xám lại, trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng sau đó bèn nói, Tô đại thiếu gia, cho dù Tử Khôn đã làm sai cái gì, tôi thay nó nhận lỗi với cậu, chuyện hôm nay thì bỏ qua nhé, cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một lần đi. Tô Thương chăm chú nhìn Đồng Văn Thắng, cười đều, đây là thái độ nhận lỗi của ông sao? Ông đã từng thấy có người nào đứng để nhận lỗi chưa? Tô Thương, cậu đừng có mà quá đáng như vậy. Nói như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng bằng vai với chú bác của cậu, cho dù là cha cậu, cũng phải nể mặt tôi vài phần đấy. Đồng Văn Thắng trầm giọng nói, một vừa hai phải thôi. Ha ha, Tô Thương cười nhạt hai tiếng, căn bản anh ấy không coi trọng Đồng Văn Thắng, thậm chí ở ngay trước mặt Đồng Văn Thắng, còn giẫm nát cổ tay của Đồng Tử Khôn, hơn nữa chân kia còn đá văng Đồng Tử Khôn ra ngoài. Á, Đồng Tử Khôn hét lên một hồi. Cơ thể trượt dài trên mặt đất, áo ở sau lưng thì bị mài rách hết, đau đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Tử Khôn. Đồng Văn Thắng vội đi đến phía trước, đỡ lấy Đồng Tử Khôn, sau đó dặn dò thuộc hạ, người đau, mau, đưa Tử Khôn đến bệnh viện tốt nhất ở Giang Bắc. Vâng. Một tên cao thủ nhà họ Đồng, nhanh chóng cõng Đồng Tử Khôn. Tô đại thiếu gia, mối thù hận ngày hôm nay coi như đã kết thúc rồi, chúng ta đi. Đồng Văn Thắng để lại một câu nói, rồi đưa người rời khỏi nhà hàng Joseph. Đứng lại, lúc đó Tô Thương, nói với giọng lạnh lùng, tôi đã bảo ông đi chưa vậy? Tô Thương, cậu còn muốn thế nào nữa? Sắc mặt Đồng Văn Thắng không thể khó coi hơn được nữa, đừng có ức hiếp người quá đáng nữa, nhà họ Đồng chúng tôi có thể đứng vững ở Giang Bắc, tuyệt đối không phải là thứ yếu đuối nhu nhược. Nếu cậu ép chúng tôi đến bước đường cùng, không giữ thể diện cho nhà họ Đồng, vậy thì tôi cũng không ngại đoạn tuyệt với nhà họ Tô các cậu đâu. Tô Thương nghe thấy vậy, cười một cách giễu cợt, ha ha, sau lưng có tông phái võ thuật chống lưng, đúng là có khí phách thật nha. Hừ, Đồng Văn Thắng nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng thay đổi rất nhanh, giả vờ như không biết rõ tình hình, hả, tôi nghe không hiểu cậu nói cái gì. Đừng giả vờ nữa. Tô Thương nhìn chằm chằm vào Đồng Văn Thắng, khuôn mặt trầm lại cười nhạt nói. Mấy ngày trước ở chợ đen Cửu Môn, người ra tay với cha tôi, đến từ Vô Ảnh Tông đứng sau ông phải chứ? Cậu,
Sao cậu biết vậy? Nghe được lời kể lại tỉ mỉ của Tô Thương, Đồng Văn Thắng bỗng bị lộ ra chân tướng. Tô đại thiếu gia. Sau khi suy nghĩ một lúc, Đồng Văn Thắng nhìn về phía Tô Thương, giải thích Tử Khôn bị người ta đánh đến sốt ruột rồi, vì thế mới có thể nói như thế, muốn dọa cậu một chút thôi, cũng để tìm lại một chút thể diện đó. Thực ra, lai lịch nhà họ Đồng chúng tôi căn bản không có thế lực võ thuật, Tử Khôn chỉ là nhân cơ hội mà thôi. Đồng Văn Thắng nói tiếp, nó vừa nói như thế, cậu cứ nghe vậy thôi chứ đừng cho là thật. Ha ha, ông chủ Đồng, ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười một cái, sau đó dùng ánh mắt sắc bén lộ ra, thản nhiên nói, tầng cao nhất của nhà hàng này có một phòng riêng, chuyện này, chúng ta vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Được, Tô đại thiếu gia, hôm nay Đồng Văn Thắng tôi sẽ cùng cậu đi đến cùng chuyện này. Đồng Văn Thắng trầm giọng nói, ông ta thân là ông chủ nhà họ Đồng, đã đặt chân đến Hóa Kình Trung Kỳ rồi, thực lực này ở Giang Bắc cũng không tính là yếu. Huống hồ gì, trong mắt Đồng Văn Thắng, Tô Thương chỉ là một công tử bột siêu cấp, ông ta tất nhiên sẽ không để ý, sảng khoái đồng ý chuyện cùng Tô Thương đi đến phòng riêng trên tầng cao nhất. Lý Nguyệt, Du Du, hai người ở đây ăn cơm nhé, chờ một chút anh sẽ quay lại ngay. Lúc này, Tô Thương cười nói. Lý Nguyệt biết thực lực thật sự của Tô Thương, vì thế nên cũng không có chút lo lắng gì. Cô vén mấy sợi tóc trên trán sau đó mỉm cười nói, Tô Thương, anh có cần em để lại chút đồ ăn không? Không cần đâu, anh ăn cũng khá nhiều rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Ông người xấu kia, đừng có mà bắt nạt cha tôi, nếu không thì Du Du sẽ đánh một chưởng cho ông vỡ đầu đó. Tô Du Du ở bên cạnh, trước tiên là giữ dằn uy hiếp Đồng Văn Thắng, sau đó ôm lấy Tô Thương, ngoan ngoãn nói, cha Tô, cha phải nhanh trở lại nhé. Tô Thương gật đầu, sau khi vuốt lên tóc Du Du, liền đi thẳng vào thang máy với Đồng Văn Thắng. Rất nhanh chóng. Tầng cao nhất, phòng riêng. Xung quanh ở đây đều là kính cường lực, ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn bao quát hết toàn bộ phong cảnh khu vực xung quanh. Trong phòng riêng, chỉ có Tô Thương và Đồng Văn Thắng. Ông chủ Đồng, lúc nãy ông giải thích như thế, giờ ông đừng ngụy biện lại nữa. Tô Thương nhìn chằm chằm Đồng Văn Thắng. Đi thẳng vào vấn đề chính, chất vấn, nói cho tôi biết, tại sao Cát Bình lại muốn giết cha tôi? Ha ha, Tô đại thiếu gia, xem ra cậu cũng biết một chút nội tình rồi. Bốn bề vắng lặng, Đồng Văn Thắng cũng không che giấu nữa, lạnh lùng cười nói, đúng vậy, cao thủ bán địa tông Cát Bình của ngày đó, thực sự là đến từ Vô Ảnh Tông, nhà họ Đồng chúng tôi, cũng chính là phụ thuộc vào thế lực của Vô Ảnh Tông. Nhưng mà, Tô đại thiếu gia, cậu biết những chuyện này thì sao chứ, dù là cậu đem chuyện này nói cho Tô Thần Binh cũng không có tác dụng gì, cậu cho rằng ông nội cậu sẽ dám trêu chọc vào nhà họ Đồng hay sao? Dám trêu chọc vào Vô Ảnh Tông? Ông nội tôi thì không dám. Tô Thương đón nhận ánh mắt Đồng Văn Thắng, cười đùa nói, nhưng... tôi dám. Vừa dứt lời, Tô Thương lập tức ra tay, trực tiếp bóp lấy cổ Đồng Văn Thắng. Vì tốc độ quá nhanh. Đồng Văn Thắng căn bản không hề có phản ứng lại, đột nhiên bị dọa đến sắc mặt biến đổi lớn. Ngoài vẻ sợ hãi bên ngoài, trong lòng Đồng Văn Thắng càng thấy ngạc nhiên hơn, nhịn không được mà nói cậu là cao thủ luyện võ. Đúng thế. Tô Thương thản nhiên nói, bây giờ, ông có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Cậu ở cảnh giới nào rồi? Đồng Văn Thắng đầu óc trống rỗng, du dẩy cuống họng hỏi lại. Ha ha. Nhìn thấy một thân phận khác của tôi, ông sẽ hiểu ngay. Vừa nói, Tô Thương tiện tay ném Đồng Văn Thắng ngã xuống đất, sau đó thi triển thuật dịch dung, biến thành dung mạo của Tô Huyền Thiên. Cùng lúc đó, Tô Thương nhanh chóng phóng ra một sự uy hiếp mạnh khủng khiếp, bao phủ toàn căn phòng. Tô Huyền Thiên. Đồng Văn Thắng đã nhìn thấy video giết người của Tô Huyền Thiên, lúc này, sau khi nhìn thấy Tô Thương biến thành Tô Huyền Thiên, khiếp sợ đến tột đỉnh. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Tô đại thiếu gia, lại chính là Tô Huyền Thiên sao? Tô Huyền Thiên, khi bắt đầu tiên xuất hiện ở chợ đen Cửu Môn, giết chết Tiếu Diện Phật, mọi người đều nói anh ấy là tông sư trẻ tuổi, danh tiếng vang xa. Gần đây, Tô Huyền Thiên ở chợ đen Cửu Môn, chém giết Cát Bình đang ở cảnh giới bán địa tông, thế là từ tông sư trẻ tuổi, chuyển thành địa tông trẻ tuổi. Thiên phú của Tô Huyền Thiên, thiên hạ có 102. Lai lịch của anh ấy,
càng thần bí hơn, chuyện này đã thu hút rất nhiều phỏng đoán của thế lực luyện võ. Người thanh niên tài năng thiên phú tuyệt đỉnh đó, thế mà lại là tên công tử bột xấu xa siêu cấp, Tô Thương. Sự trái ngược mạnh mẽ như thế, khiến cho Đồng Văn Thắng nhất thời không thể tin được. Nhưng trên người Tô Thương phát ra uy lực, lại như một toàn núi lớn, ép ông ta thở không nổi, đến mức Đồng Văn Thắng không thể không tin. Tô thiếu gia. Sau khi Đồng Văn Thắng bị Tô Thương ném xuống đất, liền không đứng lên, ngay lúc này vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất, thấp thỏm lo âu cầu xin tha thứ, tôi không biết thân phận thật của anh, tôi đã đắc tội nhiều với anh, hy vọng anh có thể thứ lỗi cho tôi. Với nhà họ Tô, thì Đồng Văn Thắng không hề sợ hãi. Nếu như trở mặt, ông ta có thể xin Vô Ảnh Tông ra tay, dù cho nhà họ Tô là gia tộc lớn nhất Giang Bắc, cũng phải cúi đầu trước nhà họ Đồng. Nhưng với Tô Huyền Thiên, Đồng Văn Thắng lại cực kỳ kiêng nể, tuyệt đối không dám chọc vào. Bởi vì Tô Huyền Thiên trẻ tuổi như thế, mà có được thực lực giết chết Bán Địa Tông, sau lưng chắc chắn sẽ có một thế lực mạnh mẽ khủng khiếp trong giới luyện võ. Đồng Văn Thắng là người có hiểu biết, đệ tử mạnh nhất Vô Ảnh Tông cũng chẳng qua là cảnh giới tông sư mà thôi. Nếu mà so sánh kỹ, Tô Huyền Thiên quá mạnh rồi, thế lực sau lưng anh ấy, nhất định là có thể nghiền nát Vô Ảnh Tông. Trước đây cũng có người suy đoán, Tô Huyền Thiên có thể đến từ Phong Thiên Chi Địa, nơi tế trời, hoặc là đến từ Sơn Hải Chi Gian, hoặc là Vân Vu Thâm Sâu. Tóm lại, chắc chắn là xếp hạng phía trên tông phái trong giới luyện võ. Vì thế, sau khi biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên, Đồng Văn Thắng trực tiếp quỳ xuống luôn, không có có chút chần chừ gì, vô cùng cung kính Tô Thương. Đồng Văn Thắng. Tô Thương khôi phục hình dáng, sau đó nhìn thẳng lên người Đồng Văn Thắng, nghiêm túc nói cho tôi biết, tại sao trưởng lão ở Vô Ảnh Tông lại ra tay với cha tôi. Bẩm báo Tô thiếu gia, cụ thể thế nào thì tôi không biết, nhưng chuyện này không liên quan đến nhà họ Đồng chúng tôi. Đồng Văn Thắng vội vàng giải thích nói, nhà họ Đồng chúng tôi và nhà họ Tô, không thù không oán, tôi nhất định sẽ không để Vô Ảnh Tông giết ông chủ nhà họ Tô đâu. Nhà họ Đồng trong mắt Vô Ảnh Tông, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trừ khi thực sự cần thiết, không thì tôi sẽ không liên lạc với Vô Ảnh Tông. Đồng Văn Thắng chuyển hướng, thật sự nói, có điều, tôi cũng biết có một người nhất định sẽ hiểu. Ai, Tô Thương nhíu mày. Đại trưởng lão Vô Ảnh Tông. Đồng Văn Thắng nói tiếp, đại trưởng lão quản lý tất cả mọi việc của Vô Ảnh Tông, quyền lực rất lớn, Cát Bình chẳng qua chỉ là trưởng lão thứ 9, khi ra ngoài làm việc nhất định cần thông qua sự đồng ý của đại trưởng lão, Tô thiếu gia, anh muốn biết nguyên nhân, có thể đi hỏi ông ấy. Có cơ hội tôi sẽ đi hỏi. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn qua Đồng Văn Thắng, nhếch miệng cười, Đồng Văn Thắng, tin tức tôi là Tô Huyền Thiên, ở Giang Bắc gần như không ai biết. Bây giờ ông đã biết rồi, ông nghĩ tôi sẽ xử lý ông thế nào? Nghe đến đây, Đồng Văn Thắng đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong đầu chịu không nổi mà hiện ra bốn chữ, giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thắng vội vàng thành kính cúi lại sát đất, khuôn mặt sợ hãi nói, Tô thiếu gia, cầu xin anh đừng giết tôi, từ nay về sau, tôi có thể làm việc cho anh, nhà họ Đồng tùy ý anh sai khiến. Được, đây là ông tự nói đó nhé. Tô Thương nghe vậy, ngay lập tức liền giơ hai tay bóp chặt lại, ngưng kết ra thành một hình vẽ phức tạp, trực tiếp đẩy vào trong người Đồng Văn Thắng. Khế ước chủ tớ. Thứ mà Tô Thương vừa mới ngưng kết, chính là khế ước chủ tớ. Chủ tớ khế ước chia thành hai loại. Một loại là khế ước chủ tớ của Bạch Miêu, giữa chủ tớ có sự hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Còn loại khác chính là khế ước sử dụng trên người Đồng Văn Thắng, cưỡng chế đối phương, khiến đối phương trở thành nô lệ của mình. Sau khi bị trói chặt bởi khế ước, Tô Thương có thể tùy ý biết suy nghĩ trong đầu Đồng Văn Thắng, thậm chí chỉ một ý nghĩ trong đầu thôi, cũng có thể khiến Đồng Văn Thắng vạn kiếp không thể sống lại được. Tô thiếu gia, vừa rồi anh đưa vào cơ thể tôi là thứ gì vậy? Lúc này, Đồng Văn Thắng nơm nớp lo sợ hỏi, vì ông ta cảm nhận được, tính mạng của mình như đang bị Tô Thương nắm trong lòng bàn tay. Cái này ông không cần hỏi nhiều, ông chỉ cần biết, từ nay về sau, tôi có thể tùy ý lấy đi tính mạng của ông là được rồi. Tô Thương thản nhiên nói. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đáng sợ quá đi mất. Đồng Văn Thắng biết được Tô Thương có sức mạnh cường đại như quỷ dị, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, biểu lộ lòng trung thành, Tô thiếu gia,
Đổng Văn Thắng tôi đảm bảo, từ nay về sau, anh nói gì nghe đó, tuyệt đối không thất lễ. 173, biến thành hình dạng của Tô Thương. Tô Đại Thiếu Gia. Sau khi suy nghĩ một lúc, Đổng Văn Thắng nhìn về phía Tô Thương, giải thích Tử Khôn bị người ta đánh đến sốt ruột rồi, vì thế mới có thể nói như thế, muốn dọa cậu một chút thôi, cũng để tìm lại một chút thể diện đó. Thực ra, lai lịch nhà họ Đổng chúng tôi căn bản không có thế lực võ thuật, Tử Khôn chỉ là nhân cơ hội mà thôi. Đổng Văn Thắng nói tiếp, nó vừa nói như thế, cậu cứ nghe vậy thôi chứ đừng cho là thật. Ha ha, ông chủ Đổng, ông nghĩ tôi sẽ tin ông sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười một cái, sau đó dùng ánh mắt sắc bén lộ ra, thản nhiên nói, tầng cao nhất của nhà hàng này có một phòng riêng, chuyện này, chúng ta vẫn nên nói rõ ràng thì hơn. Được, Tô Đại Thiếu Gia, hôm nay Đổng Văn Thắng tôi sẽ cùng cậu đi đến cùng chuyện này. Đổng Văn Thắng trầm giọng nói, ông ta thân là ông chủ nhà họ Đổng, đã đặt chân đến Hóa Kình Trung Kỳ rồi, thực lực này ở Giang Bắc cũng không tính là yếu. Huống hồ gì, trong mắt Đổng Văn Thắng, Tô Thương chỉ là một công tử bột siêu cấp, ông ta tất nhiên sẽ không để ý, sảng khoái đồng ý chuyện cùng Tô Thương đi đến phòng riêng trên tầng cao nhất. Lý Nguyệt, Du Du, hai người ở đây ăn cơm nhé, chờ một chút anh sẽ quay lại ngay. Lúc này, Tô Thương cười nói. Lý Nguyệt biết thực lực thật sự của Tô Thương, vì thế nên cũng không có chút lo lắng gì, cô vén mấy sợi tóc trên trán sau đó mỉm cười nói, Tô Thương, anh có cần em để lại chút đồ ăn không? Không cần đâu, anh ăn cũng khá nhiều rồi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Ông người xấu kia, đừng có mà bắt nạt cha tôi, nếu không thì Du Du sẽ đánh một chưởng cho ông vỡ đầu đó. Tô Du Du ở bên cạnh, trước tiên là giữ dằn uy hiếp Đổng Văn Thắng, sau đó ôm lấy Tô Thương, ngoan ngoãn nói, cha Tô, cha phải nhanh trở lại nhé. Tô Thương gật đầu, sau khi vuốt lên tóc Du Du, liền đi thẳng vào thang máy với Đổng Văn Thắng. Rất nhanh chóng. Tầng cao nhất, phòng riêng. Xung quanh ở đây đều là kính cường lực, ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn bao quát hết toàn bộ phong cảnh khu vực xung quanh. Trong phòng riêng, chỉ có Tô Thương và Đổng Văn Thắng. Ông chủ Đổng, lúc nãy ông giải thích như thế, giờ ông đừng ngụy biện lại nữa. Tô Thương nhìn chằm chằm Đổng Văn Thắng, đi thẳng vào vấn đề chính, chất vấn, nói cho tôi biết, tại sao Cát Bình lại muốn giết cha tôi? Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, xem ra cậu cũng biết một chút nội tình rồi. Bốn bề vắng lặng, Đổng Văn Thắng cũng không che giấu nữa, lạnh lùng cười nói, đúng vậy, cao thủ bán địa tông Cát Bình của ngày đó, thực sự là đến từ Vô Ảnh Tông, nhà họ Đổng chúng tôi, cũng chính là phụ thuộc vào thế lực của Vô Ảnh Tông. Nhưng mà, Tô Đại Thiếu Gia, cậu biết những chuyện này thì sao chứ, dù là cậu đem chuyện này nói cho Tô Thần Binh cũng không có tác dụng gì. Cậu cho rằng ông nội cậu sẽ dám trêu chọc vào nhà họ Đổng hay sao? Dám trêu chọc vào Vô Ảnh Tông? Ông nội tôi thì không dám. Tô Thương đón nhận ánh mắt Đổng Văn Thắng, cười đùa nói, nhưng... tôi dám. Vừa dứt lời, Tô Thương lập tức ra tay, trực tiếp bóp lấy cổ Đổng Văn Thắng. Vì tốc độ quá nhanh, Đổng Văn Thắng căn bản không hề có phản ứng lại, đột nhiên bị dọa đến sắc mặt biến đổi lớn. Ngoài vẻ sợ hãi bên ngoài, trong lòng Đổng Văn Thắng càng thấy ngạc nhiên hơn, nhịn không được mà nói cậu là cao thủ luyện võ. Đúng thế. Tô Thương thản nhiên nói, bây giờ, ông có thể trả lời câu hỏi của tôi rồi chứ? Cậu ở cảnh giới nào rồi? Đổng Văn Thắng đầu óc trống rỗng, run rẩy cuống họng hỏi lại. Ha ha, nhìn thấy một thân phận khác của tôi, ông sẽ hiểu ngay. Vừa nói, Tô Thương tiện tay ném Đổng Văn Thắng ngã xuống đất. Sau đó thi triển thuật dịch dung, biến thành dung mạo của Tô Huyền Thiên. Cùng lúc đó, Tô Thương nhanh chóng phóng ra một sự uy hiếp mạnh khủng khiếp, bao phủ toàn căn phòng. Tô Huyền Thiên. Đổng Văn Thắng đã nhìn thấy video giết người của Tô Huyền Thiên, lúc này, sau khi nhìn thấy Tô Thương biến thành Tô Huyền Thiên, khiếp sợ đến tột đỉnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, Tô Đại Thiếu Gia, lại chính là Tô Huyền Thiên sao? Tô Huyền Thiên. Khi bắt đầu tiên xuất hiện ở chợ đen Cửu Môn, giết chết Tiếu Diện Phật, mọi người đều nói anh ấy là tông sư trẻ tuổi, danh tiếng vang xa. Gần đây, Tô Huyền Thiên ở chợ đen Cửu Môn, chém giết Cát Bình đang ở cảnh giới bán địa tông, thế là từ tông sư trẻ tuổi, chuyển thành địa tông trẻ tuổi.
thiên phú của Tô Huyền Thiên, thiên hạ có 102, lai lịch của anh ấy, càng thần bí hơn, chuyện này đã thu hút rất nhiều phỏng đoán của thế lực luyện võ. Người thanh niên tài năng thiên phú tuyệt đỉnh đó, thế mà lại là tên công tử bột xấu xa siêu cấp, Tô Thương. Sự trái ngược mạnh mẽ như thế, khiến cho Đồng Văn Thắng nhất thời không thể tin được. Nhưng trên người Tô Thương phát ra uy lực, lại như một toàn núi lớn, ép ông ta thở không nổi, đến mức Đồng Văn Thắng không thể không tin. Tô thiếu gia. Sau khi Đồng Văn Thắng bị Tô Thương ném xuống đất, liền không đứng lên, ngay lúc này vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất, thấp thỏm lo âu cầu xin tha thứ, tôi không biết thân phận thật của anh, tôi đã đắc tội nhiều với anh, hy vọng anh có thể thứ lỗi cho tôi. Với nhà họ Tô, thì Đồng Văn Thắng không hề sợ hãi. Nếu như trở mặt, ông ta có thể xin Vô Ảnh Tông ra tay, dù cho nhà họ Tô là gia tộc lớn nhất Giang Bắc, cũng phải cúi đầu trước nhà họ Đồng. Nhưng với Tô Huyền Thiên, Đồng Văn Thắng lại cực kỳ kiêng nể, tuyệt đối không dám chọc vào. Bởi vì Tô Huyền Thiên trẻ tuổi như thế, mà có được thực lực giết chết Bán Địa Tông, sau lưng chắc chắn sẽ có một thế lực mạnh mẽ khủng khiếp trong giới luyện võ. Đồng Văn Thắng là người có hiểu biết, đệ tử mạnh nhất Vô Ảnh Tông cũng chẳng qua là cảnh giới tông sư mà thôi. Nếu mà so sánh kỹ, Tô Huyền Thiên quá mạnh rồi, thế lực sau lưng anh ấy, nhất định là có thể nghiền nát Vô Ảnh Tông. Trước đây cũng có người suy đoán, Tô Huyền Thiên có thể đến từ Phong Thiên Chi Địa, nơi tế trời, hoặc là đến từ Sơn Hải Chi Gian, hoặc là Vân Vu Thâm Sâu. Tóm lại, chắc chắn là xếp hạng phía trên tông phái trong giới luyện võ. Vì thế, sau khi biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên, Đồng Văn Thắng trực tiếp quỳ xuống luôn, không có chút chần chừ gì, vô cùng cung kính Tô Thương. Đồng Văn Thắng. Tô Thương khôi phục hình dáng, sau đó nhìn thẳng lên người Đồng Văn Thắng, nghiêm túc nói cho tôi biết, tại sao trưởng lão ở Vô Ảnh Tông lại ra tay với cha tôi. Bẩm báo Tô thiếu gia, cụ thể thế nào thì tôi không biết, nhưng chuyện này không liên quan đến nhà họ Đồng chúng tôi. Đồng Văn Thắng vội vàng giải thích nói, nhà họ Đồng chúng tôi và nhà họ Tô, không thù không oán, tôi nhất định sẽ không để Vô Ảnh Tông giết ông chủ nhà họ Tô đâu. Nhà họ Đồng trong mắt Vô Ảnh Tông, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trừ khi thực sự cần thiết, không thì tôi sẽ không liên lạc với Vô Ảnh Tông. Đồng Văn Thắng chuyển hướng, thật sự nói, có điều, tôi cũng biết có một người nhất định sẽ hiểu. Ai, Tô Thương nhíu mày. Đại trưởng lão Vô Ảnh Tông. Đồng Văn Thắng nói tiếp, đại trưởng lão quản lý tất cả mọi việc của Vô Ảnh Tông, quyền lực rất lớn, Cát Bình chẳng qua chỉ là trưởng lão thứ 9, khi ra ngoài làm việc nhất định cần thông qua sự đồng ý của đại trưởng lão, Tô thiếu gia, anh muốn biết nguyên nhân, có thể đi hỏi ông ấy. Có cơ hội tôi sẽ đi hỏi. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn qua Đồng Văn Thắng, nhếch miệng cười, Đồng Văn Thắng, tin tức tôi là Tô Huyền Thiên. Ở Giang Bắc gần như không ai biết, bây giờ ông đã biết rồi, ông nghĩ tôi sẽ xử lý ông thế nào. Nghe đến đây, Đồng Văn Thắng đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong đầu chịu không nổi mà hiện ra bốn chữ, giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Đồng Văn Thắng vội vàng thành kính cúi lạy sát đất, khuôn mặt sợ hãi nói, Tô thiếu gia, cầu xin anh đừng giết tôi, từ nay về sau, tôi có thể làm việc cho anh, nhà họ Đồng tùy ý anh sai khiến. Được. Đây là ông tự nói đó nhé. Tô Thương nghe vậy, ngay lập tức liền giơ hai tay bóp chặt lại, ngưng kết ra thành một hình vẽ phức tạp, trực tiếp đẩy vào trong người Đồng Văn Thắng. Khế ước chủ tớ. Thứ mà Tô Thương vừa mới ngưng kết, chính là khế ước chủ tớ. Chủ tớ khế ước chia thành hai loại. Một loại là khế ước chủ tớ của Bạch Miêu, giữa chủ tớ có sự hòa hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Còn loại khác chính là khế ước sử dụng trên người Đồng Văn Thắng. Cưỡng chế đối phương, khiến đối phương trở thành nô lệ của mình. Sau khi bị trói chặt bởi khế ước, Tô Thương có thể tùy ý biết suy nghĩ trong đầu Đồng Văn Thắng, thậm chí chỉ một ý nghĩ trong đầu thôi, cũng có thể khiến Đồng Văn Thắng vạn kiếp không thể sống lại được. Tô thiếu gia, vừa rồi anh đưa vào cơ thể tôi là thứ gì vậy? Lúc này, Đồng Văn Thắng nơm nớp lo sợ hỏi, vì ông ta cảm nhận được, tính mạng của mình như đang bị Tô Thương nắm trong lòng bàn tay. Cái này ông không cần hỏi nhiều, ông chỉ cần biết, từ nay về sau, tôi có thể tùy ý lấy đi tính mạng của ông là được rồi. Tô Thương thản nhiên nói. Đây là thủ đoạn gì vậy? Đáng sợ quá đi mất. Đồng Văn Thắng biết được Tô Thương có sức mạnh cường đại như quỷ dị,
mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, biểu lộ lòng trung thành, Tô thiếu gia, Đổng Văn Thắng tôi đảm bảo, từ nay về sau, anh nói gì nghe đó, tuyệt đối không thất lễ. Ừm, Tô Thương thản nhiên nói, sau khi trở lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đừng làm bại lộ thân phận của tôi. Ngoài ra, nếu Vô Ảnh Tông lại phái cao thủ đến Giang Bắc, phải báo cho tôi đầu tiên. Tô Thương sở dĩ không giết Đổng Văn Thắng, là vì muốn lợi dụng Đổng Văn Thắng để nắm rõ động thái của Vô Ảnh Tông. Tất nhiên Vô Ảnh Tông phái người giết Tô Thần Binh một lần, chắc chắc sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Để bất cứ lúc nào cũng có thể biết được kế hoạch của Vô Ảnh Tông, Tô Thương giữ lại Đổng Văn Thắng, lấy khế ước chủ tớ để khống chế đối phương, phòng ngừa rắc rối về sau có thể xuất hiện. Bằng 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 bằng. Nghiện véo mặt của đứa trẻ. Sau đó, Tô Thương và Đồng Tử Khôn cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc, rồi cùng nhau đi xuống khỏi phòng riêng trên tầng, đi xuống tầng 1 của nhà hàng. Ông chủ Đồng, chuyện hôm nay, coi như bỏ đi, lần sau không được như vậy nữa. Tô Thương trước mặt mọi người, thản nhiên nói. Cảm ơn Tô thiếu gia khoan dung độ lượng. Đổng Văn Thắng trước tiên là cảm kích, sau đó liền đem theo cao thủ nhà họ Đổng và Đổng Tử Khôn rời khỏi chỗ đó. Ha ha, nhà họ Đổng bị mất mặt rồi, vừa nãy còn hung hăng như thế, không ngờ bây giờ lại sợ rồi. Bình thường mà, nhà họ Tô ở Giang Bắc là một cơ sở vững chắc, Tô Kiền Khôn chủ nhà họ Tô và chiến thần Tô Dực Cân, đều là nhân vật lớn, nhà họ Đổng sao dám chọc tới chứ. Tô đại thiếu gia vẫn là chùm sò đó. Ông chủ nhà họ Đổng vừa rồi ở nhà ăn đang chống chọi gay gắt, là không muốn mất mặt nhà họ Đổng, Tô đại thiếu gia biết điều này, nên một mình gọi ông ta đến phòng khách, có lẽ ông chủ nhà họ Đổng vừa đến phòng riêng, liền trực tiếp quỳ xuống luôn rồi. Chấm chấm chấm. Nhà hàng Joseph đẳng cấp cao ở Giang Bắc, có thể đến đây ăn cơm, phần lớn đều là nhà hào môn, giàu sang quyền thế, cho nên bọn họ đối với chuyện của các đại gia tộc ở Giang Bắc, có chút hiểu biết. Ông chủ ở đây, cũng là một người có danh tiếng, sức ảnh hưởng khá lớn, nhưng so với nhà họ Tô và nhà họ Đổng mà nói thì còn kém xa, đương nhiên không dám hỏi đến chuyện của Tô Thương và Đổng Văn Thắng. Giải quyết xong nhà họ Đổng, Tô Thương liền đi đến trước bàn ăn, cười hỏi, vợ, Du Du, hai người ăn no chưa? Tô Du Du gật gật cái đầu nhỏ, sau đó trừng mắt lên nói, cha Tô, người xấu đó có bắt nạt cha không? Nếu ông ta bắt nạt cha. Cha cứ nói cho Du Du, Du Du rất giỏi đó, một trưởng có thể đánh vỡ đầu ông ta. Vừa nói, Tô Du Du quơ quơ quả đấm nhỏ, nhìn có vẻ rất hung dữ. Ha ha, không hổ danh là người tình nhỏ của cha. Tô Thương trong lòng tan chảy, xoa nhẹ lên đầu Tô Du Du, sau đó cười nói, có điều, không ai dám bắt nạt cha đâu, huống hồ gì con là con gái, vẫn nên để cha bảo vệ con thì hơn. Con không cho cha Tô bảo vệ đâu. Mẹ nói rồi, cha là công tử bột siêu cấp, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tô Du Du kiêu ngạo nói, nhưng Tô Du Du không như thế, Du Du là siêu cao thủ, chỉ cần đưa tay ra, là long trời lở đất, siêu lợi hại luôn. Một cô bé mặt ngọc hồng hào, lại tự hào nói ra được những lời này, cảm giác cực kỳ thích thú. Được được được, Du Du là siêu cao thủ. Tô Thương chịu không nổi mà cười lên một tiếng. Véo hai má phúng phính của con gái một cách cưng chiều. Ai ya, cha Tô, cha làm gì thế, véo má là không tôn trọng cao thủ siêu cấp đó, cha còn véo nữa là con giận thật luôn đó. Tô Du Du thở phì phò nói. Tô Thương lại véo thêm lần nữa, trêu ghẹo nói, ha ha, Du Du, cha muốn xem bộ dạng lúc giận của con là thế nào đó. Cha Tô, thôi bỏ đi, ai bảo cha là cha của con chứ, Tô Tô không thèm tính toán với cha nữa. Khuôn mặt Tô Du Du tỏ vẻ bất đắc dĩ, buông buông tay nói, nhưng mà, cha thật là ấu trĩ, véo lên má con mà cũng nghiện thật sao? Đúng thế, Tô Thương, anh ấu trĩ không đó hả? Lý Nguyệt bên cạnh trợn mắt nhìn Tô Thương, đồng thời cũng đẩy tay của Tô Thương ra, sau khi đưa Tô Du Du ra sau lưng để bảo vệ cô bé, liền nói, không cho anh véo nữa, Du Du xinh đẹp như vậy, anh véo làm mặt cô bé biến dạng thì làm sao được chứ? Sao có thể biến dạng được chứ, em tưởng là nhào bột hay sao hả? Tô Thương sờ sờ lên mũi, cười khổ nói. Thế cũng không cho véo. Lý Nguyệt giống như diều hâu đang bảo vệ con chim nhỏ của mình,
đưa Tô Du Du ra phía sau lưng, nghiêm túc nói, Du Du, yên tâm đi, có mẹ Lý ở đây, anh ấy không dám béo con nữa đâu. Dạ dạ, cảm ơn mẹ Lý, mẹ thật tốt với con. Tô Du Du cười hì hì rồi ôm chặt lấy Lý Nguyệt. Ai ya, vốn dĩ muốn béo thêm vài cái nữa, cái cảm giác mềm mềm núc ních này, như đầy collagen trên mặt, thật đáng tiếc quá đi. Tô thương, véo mặt của Du Du thật sự dễ chịu đến thế sao? Lý Nguyệt nghe vậy, đột nhiên thấy có hứng thú. Thật đó, không tin thì em cứ thử mà xem. Cái này, nghe đến đây, Lý Nguyệt lộ ra một ý nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống nhìn về phía khuôn mặt nhỏ non nớt của Du Du, hai mắt như phát sáng, ngượng ngùng nói, Du Du, mẹ Lý có một chút yêu cầu hơi quá đáng xíu. À, chú cảnh sát, nhanh cứu cháu với. Tô Du Du lập tức phản ứng lại, sau đó co cẳng chạy. Du Du, cho mẹ véo một chút thôi, mẹ Lý hứa là sẽ véo nhẹ nhàng mà. Mẹ chỉ véo một chút, cảm giác được một chút dễ chịu như cha nói là được mà. Lý Nguyệt mỉm cười, sau đó đuổi theo phía sau. Ha ha, nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như vậy, khóe miệng Tô Thương nhẹ nhàng cười lên. Cứ như vậy, ba người đi ra khỏi nhà hàng Joseph, ngay sau đó liền lái xe về biệt thự ven sông. Lý Nguyệt đã trốn học rồi, hơn nữa cô ấy muốn chơi cùng với Tô Du Du, nên buổi chiều cũng không đến trường, mà cùng với cha con Tô Thương đi đến phòng khách của biệt thự. Ba người vừa mới bước vào, lại có thêm một bà dì khoảng hơn 60 tuổi ở phía trước chào hỏi Tô Đại Thiếu Gia. Tô Thương nhìn vào bà dì đó, chịu không được mà hỏi, dì Phù, sao dì lại tới đây? Bà dì đó gọi là dì Phù, là người làm ở nhà họ Tô, ở trang viên nhà họ Tô làm lụng vất vả cả đời, trung thành tuyệt đối. Vì thế dù cho Tô Thương có trở thành công tử bột, nhưng đối với dì Phù thì rất lịch sự. Thưa Đại Thiếu Gia, tối qua cậu gọi điện thoại về, nói ông chủ sắp xếp cho cậu một bảo mẫu, nên ông chủ để tôi tới đây. Dì Phù cười trả lời, khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn. Dì Phù, dì tuổi cao thế rồi, nên ở trang viên dưỡng già là được, dì quay về đi, đổi một người bảo mẫu trẻ khác qua đây. Tô Thương nói, Tô Đại Thiếu Gia, mấy năm nay làm gì có bảo mẫu trẻ nào dám đến gần cậu chứ, cậu còn nhớ lần trước không, trang viên vừa mới nhận một bảo mẫu 19 tuổi. Dáng người nóng bỏng còn rất xinh đẹp, kết quả đến đêm cậu làm cho người ta. Dì Phù nhìn Tô Thương, oai phong lẫm liệt nói, Tô Đại Thiếu Gia, cậu đừng có đòi hỏi bảo mẫu trẻ ở trong nhà nữa, họ đều vẫn còn trẻ, sau này còn phải bàn chuyện cưới gả, cậu có gì nóng trong người thì có thể tìm đến tôi già thế này rồi, không quan tâm những lời bàn tán kia đâu. Tô Thương nhìn dì Phù đang tỏ vẻ rộng rãi vì chính nghĩa, khuôn mặt nhăn nheo. Sắc mặt vàng như nến, đột nhiên không phản bác lại được. Phụt! Lý Nguyệt ở bên cạnh lập tức cười phun ra, trêu đùa nói, Tô Thương, không ngờ khẩu vị của anh lại đặc biệt như thế luôn hả? Hai người ở bên nhau đi mà, em đồng ý nhường vị trí hoàng hậu đó. Vợ, đừng nói lung tung. Tô Thương sờ lên mũi, nhìn vào dì Phù khuyên nhủ, dì Phù, dì vẫn nên trở về thì hơn, tôi tìm bảo mẫu là muốn chăm sóc cô bé. Đang nói. Tô Thương chỉ tay vào Tô Du Du, rồi nói tiếp, cô bé này là Tô Du Du, là con gái của bạn tôi tạm thời phải để ở đây mấy ngày. Du Du chỉ mới 4 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, tôi muốn tìm một người bảo mẫu trẻ tuổi chăm sóc cô bé. Tô Đại Thiếu Gia, cậu đừng xem thường người khác. Dì Phù lại nói tiếp, tôi giỏi nhất là chăm sóc trẻ con, cậu và Đại Tiểu Thư đều là một tay tôi nuôi nấng đó. Cậu lúc nhỏ khá bướng bỉnh. Đi vệ sinh nhất định phải cởi hết quần áo, không cởi thì không chịu đi, mỗi lần đều là tôi cởi quần áo cho cậu, kéo xong lại mặc vào, mãi đến 5 tuổi cậu mới bỏ được cái thói quen xấu này đó. Không thể không nói. Dì Phù có rất nhiều kinh nghiệm để chăm sóc người khác, dù sao thì cũng đã làm cả đời ở nhà họ Tô rồi, cho nên Tô Thương cũng không có từ chối mà giữ dì Phù lại. Tô Du Du chơi đùa cả một buổi sáng, cho nên đã hơi mệt. Tô Thương liền dỗ cô bé đi ngủ trưa. Sau khi cho con gái ngủ rồi, Tô Thương và Lý Nguyệt ngồi trên sofa cùng nhau xem TV. Trong thời gian này, hai người gặp mặt nhau rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên cả hai ngồi yên lặng bên nhau và tận hưởng khoảng không gian này. Tô Thương, Du Du đã 4 tuổi rồi, theo lý mà nói thì cũng phải đi học rồi, tối qua em đã gửi tin nhắn cho mẹ nó,
hỏi Du Du học ở trường mẫu giáo nào, nhưng mà mẹ cô bé nói là trường của Du Du không ở Giang Bắc. Lúc này, Lý Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, thế là đề nghị nói, trẻ con không đi học thì cũng không được, em đang nghĩ chi bằng đăng ký cho Du Du đi học mẫu giáo, có thể đi học được mấy ngày thì hay mấy ngày, dù sao thì anh cũng không thể mỗi ngày, mỗi lúc đều có thể ở cùng nó được, em cũng phải đi học rồi còn bận rộn lớp dạy múa nữa. Được. Tô Thương khẽ cười nói, vợ à, chuyện này đều giao hết cho em sắp xếp. Lý Nguyệt mỉm cười nói, đúng lúc em biết một trường mẫu giáo này rất tốt, buổi chiều mình đi đăng ký thì ngày mai là có thể đi học được rồi. Thời gian một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cứ để cho Du Du đi học trường mẫu giáo chơi mấy ngày đi. Lý Nguyệt cười nói, vợ à, em thật là chu đáo. Tô Thương dựa sát vào Lý Nguyệt. Tay của anh bất giác để lên đùi của Lý Nguyệt sau đó thì bắt đầu không ngoan ngoãn. Tô Thương, anh làm gì vậy, đang giữa ban ngày ban mặt, đừng có đụng vào em. Khuôn mặt đẹp như ngọc của Lý Nguyệt ửng đỏ lên. Tô Thương cũng không thèm để ý, trực tiếp ôm Lý Nguyệt lên người mình, cười nham hiểm nói, hi hi, vợ à, lúc trước không phải em đã đồng ý với anh rồi sao, sau khi hết kỳ Nguyệt San thì sẽ cùng anh, hi hi. Em đồng ý với anh lúc nào chứ? Hôm qua, anh nhớ rõ ràng mà. Anh ăn không nói có mà. Ai dô, vợ à, không hổ là nữ sinh viên nha, lại còn dùng thành ngữ nữa kìa, xem ra anh cũng phải nói một câu thành ngữ mới được, nếu không thì làm sao thể hiện được anh cũng là một người văn hóa. Tô Thương vòng tay qua cái eo thon của Lý Nguyệt, rồi nghiêm túc nói, làm người quan trọng nhất là phải trung thực, giữ lời, đã hứa với người khác chuyện gì thì nhất định phải làm được, không được nuốt lời, vợ à. Em phải giống như anh, phải là một người nhất ngôn của đỉnh, nói lời giữ lấy lời. Phì. Lý Nguyệt nghe thấy như vậy, lập tức bật cười thành tiếng rồi bĩu môi nói, Tô Thương, anh đang đùa với em sao, còn nói gì mà trung thực giữ lời hứa, anh nhất ngôn cửu đỉnh lúc nào hả, anh là ngoài loại người đó sao? Em không tin sao, Tô Thương nhíu mày nói. Lý Nguyệt trừng mắt nhìn Tô Thương, rồi lắc đầu nói, không tin. Vợ à. Anh nổi giận rồi đó, bây giờ anh sẽ cho em thấy anh có phải là người nhất ngôn cửu đỉnh hay không. Đến đi, cho em thấy nào. Lý Nguyệt không hề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Được, anh sẽ thỏa mãn em. Tô Thương gật đầu, rồi quay sang làm việc bằng cả hai tay, anh bắt đầu vén áo của Lý Nguyệt lên. Tô Thương, anh cởi áo em ra làm gì? Lý Nguyệt xấu hổ đỏ cả mặt, cô bắt đầu cảm thấy bối rối. Tô Thương hỏi ngược lại, sau đó nghiêm túc nói, vợ à, em cứ chờ xem, chỉ trong vòng một câu nói thôi đừng nói là 9 lần, ít nhất anh có thể làm đến 19 lần, bảo đảm sẽ không khiến cho em thất vọng. Vừa nói Tô Thương vừa tiếp tục vén áo của Lý Nguyệt lên. Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Quá ua thô tục rồi. Lý Nguyệt khuôn mặt sững sờ, sau khi phản ứng lại thì đỏ bừng cả mang tai. Tô Thương. Anh không biết xấu hổ, nhất ngôn cửu đỉnh, anh đã nói thành câu thành ngữ bậy bạ gì rồi. Lý Nguyệt nghiến răng, nghiến lợi nói, đồng thời dùng tay giữ chặt áo của mình lại. Nhất ngôn cửu đỉnh làm sao mà là bậy bạ được? Tô Thương nghiêm chỉnh nói, vợ à, để anh phổ cập cho em nguồn gốc về câu thành ngữ nhất ngôn cửu đỉnh nhé. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhà chính trị gia nổi tiếng Mao Tùy. Dừng lại. Lý Nguyệt tối sầm mặt lại nói, thành ngữ nhất ngôn cửu đỉnh này giống như ý nghĩa mà anh đang nói sao? Dù sao cũng không sai khác gì mấy. Tô Thương cười hi hi nói, đến đi, vợ à, anh biểu diễn cho em xem một xíu, để em cảm nhận được văn hóa sâu sắc của câu thành ngữ này. Em không cần. Lý Nguyệt vội vàng đứng dậy, muốn trốn chạy ra khỏi Tô Thương. Nhưng mà, Tô Thương lại nắm chặt lấy cánh tay ngọc ngà của Lý Nguyệt. Rồi trực tiếp lôi cô ngã vào lòng mình, anh dường như biến thành một tên tổng tài độc đoán ngay trong vài giây, nghiêm nghị nói, em gái à, em không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu, chiều theo anh đi. Nói xong, Tô Thương hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt giãy giụa vài cái, nhưng rất nhanh thì cũng buông xuôi theo, bắt đầu phối hợp với Tô Thương. Nhưng ngay khi Tô Thương đang muốn làm đến bước cuối cùng thì Lý Nguyệt lại nói, không được, Tô Thương. Kỳ Nguyệt San của em vừa mới hết, nên không thể được, rất dễ mang thai đó. Hi hi, vợ à anh lại phổ cập cho em một kiến thức nhỏ nhé,
sau khi kỳ nguyệt san thì mấy ngày tiếp đó là khó mang thai nhất. Tô Thương ghé sát vào tai của Lý Nguyệt khẽ cười nói, bởi vì thời gian này không phải là thời kỳ rụng trứng, cho nên vô cùng an toàn, xác suất mang thai rất là nhỏ. Lại nói, nếu như mang thai rồi thì sao chứ, em là vợ chưa cưới của anh, cả đời này ngoại trừ em thì anh sẽ không lấy ai cả, bây giờ cũng có rất là nhiều người có con rồi mới kết hôn đó thôi hi hi. Sau đó, Tô Thương lại chuẩn bị đi đến bước cuối cùng. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương kiên trì như vậy, thì trong lòng cô cũng có chút dao động, thế là dần khép mắt lại, ngầm cho phép Tô Thương hành động. Điều này khiến cho Tô Thương vô cùng hưng phấn, không khỏi nuốt xuống hai ngụm nước bọt, rồi lập tức đè Lý Nguyệt xuống. Nhưng mà chính ngay lúc này, dì Phù không biết từ đâu lại xuất hiện, trên tay cầm cây lau nhà. Đại thiếu gia, nhấc cái chân qua một bên, cản trở tôi lau nhà rồi. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Lau nhà lau nhà. Tô Thương đen cả đầu lại, lập tức dừng hành động lại. À, lúc này Lý Nguyệt mới ý thức được là đang có người thứ ba ở đây, cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng ngồi dậy, hốt hoảng vuốt lại mái tóc đang rối bù của mình, cô ước gì có thể tìm được một cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức. Vợ à, chúng ta đổi chỗ khác, rồi tiếp tục nhé. Tô Thương cười nói. Tô Thương, không, không được, em phải đi tìm nhà trẻ cho Du Du, rồi lát nữa còn phải đi đến lớp dạy múa nữa. Lý Nguyệt đỏ cả mặt nói. Anh lái xe đưa em đi nhé. Đúng vậy, thiếu phu nhân, để đại thiếu gia đưa cô đi đi, có mấy chuyện ở trên xe cũng có thể làm được. Lúc này, dì Phù nghiêm túc nói, nhưng mà, hai người phải cẩn thận đó, phải đậu xe ở nơi không có người. Hôm nay tôi lướt TikTok thì nhìn thấy có một đôi nam nữ ở trong xe. Sau đó bị người ta quay lại phát lên mạng, xấu hổ chết đi được. Không cần đâu Tô Thương, em gọi xe là được rồi. Vốn dĩ Lý Nguyệt cũng muốn đồng ý rồi nhưng mà sau khi nghe thấy nghe dì Phù nói thì lập tức đổi chủ ý, khuôn mặt ngọc ửng đỏ chạy ra khỏi biệt thự ven sông. Vợ à, anh không có ý đó, anh. Tô Thương đang nói thì Lý Nguyệt chạy xa rồi. Sau đó anh nhìn sang dì Phù đang lau nhà, nghiến răng, nghiến lợi nói, dì Phù, dì làm cái gì vậy? Đại thiếu gia, cậu đang nói gì vậy? Tai của tôi bị lãng nghe không rõ lắm. Dì Phù hồn nhiên nói. Tô Thương tức chết đi mà, xém chút là thành công rồi, kết quả là sôi bỏng hỏng không. Nhưng mà, dù sao dì Phù cũng không phải là người làm bình thường, dì ấy đã chăm sóc Tô Thương hơn 20 năm rồi, bây giờ tuổi tác đã lớn. Mắt mở tai lãng, Tô Thương cũng không thể trách đối phương được. Thôi bỏ đi, đi đến chợ đen Cửu Môn một chuyến vậy, để Lưu Huy điều tra xem mẹ của Du Du là ai, sau đó lại hỏi Lưu Huy xem minh chủ của anh ta thì khi nào tới Giang Bắc, bây giờ mình đang cần gấp đá năng lượng. Chiếc Ferrari chạy nhanh như bay, khoảng sau nửa tiếng đồng hồ, Tô Thương đã đến chợ đen Cửu Môn. Ngay sau đó, Tô Thương lấy số tài khoản của Tô Huyền Thiên để đăng ký rồi bước vào chợ đen Cửu Môn. Tô thiếu gia, Lưu Huy cùng với Vương Trại đang thi đấu, nhìn thấy Tô Thương đến thì vô cùng mừng rỡ, chạy ra đón Tô Thương. Chào, Tô Thương gật đầu nói, lần này tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ hai cậu điều tra giúp đây. Được, Lưu Huy và Vương Trại bỏ ngang thi đấu, vội vàng lễ phép dẫn đường mời Tô Thương vào trong. Bọn họ cô sợ Tô Huyền Thiên gặp khó khăn, mà là sợ Tô Huyền Thiên cô cần đến họ. Dù sao, chỉ có giúp Tô công tử làm việc, bọn họ mới có cơ hội bước chân vào cảnh giới cao thủ tông sư. Sau vài phút sau, cả ba người đi đến một căn phòng vắng vẻ. Tô Thương ngồi trên ghế, còn Lưu Huy với Vương Trại thì cung kính đứng một bên, cô dám thất lễ. Tô công tử, cậu vừa rồi nói có việc cần chúng tôi điều tra. Lúc này, Lưu Huy sốt ruột nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra giúp cậu. Thật là phiền phức đó. Tô Thương nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, vào thư viện mở một cái ảnh ra rồi nói, tôi muốn biết mẹ của cô bé này là ai, hai người có thể giúp tôi cô. Bức ảnh này được chụp khi đang đi chơi ở Happy Valley, nó rất rõ đấy. Tô thiếu gia, cậu yên tâm, đừng lo lắng, thế lực chợ đen Cửu Môn của chúng ta đều ở khắp nơi. Điều tra một người là chuyện cô thành vấn đề. Chúng tôi đảm bảo chỉ cần trong vòng 2 ngày sẽ có thể. Chấm. Lưu Huy nói xong, nhìn thấy màn hình điện thoại của Tô Thương liền đơ cứng lại. Vương Trại cũng nhìn vào bức ảnh,
nhưng cả hai người đều chọn cách im lặng. Làm sao vậy? Tô Thương nhíu mày hỏi. Không, cô có chuyện gì ạ? Lưu Huy đứng im một lúc rồi nhẹ giọng nói, Tô công tử, cậu điều tra mẹ của Du Du có chuyện gì sao? Cái này cô thể nói cho hai người biết được. Tô Thương nghiêm túc nói, hai người chỉ cần nói cho tôi biết là có thể điều tra được không? Tôi có thể, nhưng... chấm. Lưu Huy xấu hổ, suy nghĩ vài giây sau mới trả lời, Tô thiếu gia, có một số việc tôi có thể cùng Vương Trại làm được. Như vậy đi, chờ một lát, tôi với Vương Trại đi báo cáo một chút. Được. Tô Thương đương nhiên thấy được sự kỳ lạ của hai người, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ muốn biết đáp án. Sau đó, Lưu Huy và Vương Trại rời khỏi phòng và cùng nhau đi đến phòng liên lạc đặc biệt của chợ đen Cửu Môn. Những bức tường sắt ở đây được lắp đầy đủ loại thiết bị liên lạc tiên tiến, có thể cắt đứt mọi thông tin với thế giới bên ngoài. Lưu Huy, nếu tôi không nhầm, cô gái nhỏ trong điện thoại của Tô công tử là con gái của Minh Chủ, đúng không? Vương Trại hỏi với vẻ không chắc chắn. Ừm. Lưu Huy gật đầu. Vẻ mặt đầy nghi hoặc nói, toàn bộ võ lâm cổ đại đều biết Minh Chủ lúc trước đã hạ sinh một đứa con gái tên là Tô Du Du. Nhưng quan trọng là Tô thiếu gia điều tra tiểu thư Du Du để làm gì. Còn nữa, sao Tô công tử lại có ảnh của Tô Du Du? Tôi cô biết, Vương Trại cô biết vì sao nên đành nói tiếp, nhìn bức ảnh này thì ở đó hình như là khu vui chơi. Tô công tử đưa Du Du đến Happy Valley sao? Có lẽ là vậy, nhưng làm sao họ có thể biết nhau được? Lưu Huy đoán, chẳng nhẽ Minh Chủ đã gặp Tô công tử rồi để cho Du Du đi với cậu ấy sao? Không, tiểu thư rất quan trọng đối với Minh Chủ, vậy tại sao cô ấy lại giao tiểu thư cho Tô thiếu gia? Vương Trại gạt đi suy đoán đó, sau đó đề nghị, tôi nghĩ rằng chuyện này chúng ta nên hỏi ý kiến Minh Chủ xem sao. Được đó. Lưu Huy đồng ý, gọi cho Minh Chủ Thiên Sơn Tuyết ngay, lễ phép chào hỏi, Minh Chủ. Cùng lúc đó. Trong một biệt thự ở Giang Bắc, Thiên Sơn Tuyết nghe điện thoại, giọng lạnh lùng nói, ừm, sao bây giờ mới gọi cho tôi, có tin tức gì về Tô Huyền Thiên sao? Vâng đúng ạ. Lưu Huy gật đầu, rồi nói tiếp, Tô thiếu gia hiện đang ở chợ đen Cửu Môn, nhưng mà... Tô thiếu gia đang cầm ảnh của cô Du Du và muốn chúng tôi điều tra giúp về mẹ của cô Du Du. Sao cơ, Thiên Sơn Tuyết cau mày ní, tại sao lại có hình của Du Du? Tôi cô biết ạ. Lưu Huy đáp lời rồi hỏi, Minh Chủ, chúng tôi có nên nói với Tô công tử cô? Nghe vậy, Thiên Sơn Tuyết nhíu mày bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Sau một lúc, cô nói, tôi đã đưa Du Du cho Tô Thương, mà Tô Huyền Thiên có quan hệ với Tô gia. Lưu Huy từng nói với tôi rằng ông nội Tô Càn Khôn cùng với Tô Huyền Thiên kết nghĩa. Theo đúng lý mà nói thì Tô Huyền Thiên cũng được xem là ông nội của Tô Thương, bọn họ có quan hệ với nhau. Mặc dù Tô Thương là một tay ăn chơi, nhưng anh ấy cô ngốc. Một cô bé Du Du đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh ấy thì có lẽ anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ Du Du là con gái của mình rồi. Và Du Du cũng chưa từng đến Giang Bắc. Với thế lực của nhà họ Tô, căn bản là cô có ích lợi gì nên Tô Thương sẽ nhờ Tô Huyền Thiên giúp đỡ, để cho Tô Huyền Thiên điều tra nguồn gốc của đờ. Thiên Sơn Tuyết suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Cô nhếch miệng cười, Tô Thương ơi là Tô Thương, muốn biết nguồn gốc của Du Du à? Sau này tôi sẽ nói cho anh biết, nếu anh biết Du Du là con gái của anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Suy nghĩ đến đây, Thiên Sơn Tuyết nói, Lưu Huy, nói với Tô Huyền Thiên rằng mẹ của Du Du tên là Giang Tuyết Nhi. Nhân tiện nói cho ông ấy biết rằng cha của Du Du là công tử số 1 Giang Bắc, là Tô Thương. Giang Tuyết Nhi, Tô Thương. Lưu Huy cô hiểu, nhưng cũng cô dám hỏi mà cung kính nghe theo, vâng. Ừm. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, tôi hiện tại cô thể ra ngoài được nên cô thể đến chợ đen Cửu Môn được. Hãy thay tôi hỏi số điện thoại của Tô Huyền Thiên, tôi sẽ gọi cho ông ấy khi xong việc. Sau khi dặn dò, Thiên Sơn Tuyết cúp máy. Lúc này, chợ đen Cửu Môn, Lưu Huy và Vương Trại rời khỏi phòng liên lạc bí mật và đi thẳng lên lầu. Nói lại với Tô Thương những gì Thiên Sơn Tuyết đã dặn. Giang Tuyết Nhi sao? Sau khi nghe được câu trả lời, Tô Thương cười gượng. Thật ra lúc trước trong lòng anh cũng mơ hồ đoán được, cô ngờ lại là Giang Tuyết Nhi. Về ấn tượng đối với Giang Tuyết Nhi, Tô Thương vẫn có thể quên được vì cô ấy là bạn thân nhất của Lý Nguyệt. Đàn ông mà,
hài lòng, Tô Thiếu Gia cũng không ngoại lệ. Khi đó, Giang Tuyết Nhi bước vào cuộc sống của Tô Thiếu Gia và Lý Nguyệt, cả ba người họ ngày đêm đồng cam cộng khổ với nhau. Tô Thương cũng có ấn tượng tốt với cô ấy, anh ấy rất thích Lý Nguyệt, nhưng cũng thích Giang Tuyết Nhi. Cái gọi là ăn trong bát, vẫn nhìn trong nồi, chắc có nghĩa là thế này đây. Lưu Huy. Sau khi biết mẹ của Du Du là ai, Tô Thương hỏi, mình của các người đã đến Giang Bắc chưa? Bây giờ hiện đang ở Giang Bắc, nhưng minh chủ đang bận một việc rất quan trọng nên chưa thể đến đây được. Cô ấy nhờ tôi xin số điện thoại của anh, cô ấy sẽ gọi cho anh sau khi xong việc. Tô Thương gật đầu, sau đó nói cho Lưu Huy số điện thoại của mình, rồi thẳng thắn hỏi, tôi giúp mọi người nâng cao thực lực vẫn còn đến đá năng lượng. Minh chủ của các người đến Giang Bắc có mang theo đá năng lượng cô? Tô Thiếu Gia, yên tâm đi, minh chủ đã thu thập 200 viên đá năng lượng, sẽ giao đến Giang Bắc nhanh thôi. Lưu Huy nói. Vậy thì tốt rồi. Tô Thương gật đầu nói, lấy được đá năng lượng, tôi sẽ giúp hai người đặt chân vào cảnh giới tông sư, tôi còn có việc, tôi đi trước. Nói xong, Tô Thương rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Chào Tô công tử. Lưu Huy và Vương Trại khom người chào. Sau khi tiễn Tô Thương đi, Lưu Huy bắt đầu phân tích. Sau khi rời khỏi chợ đen Cửu Môn, Tô Thương hồi phục lại thể trạng ban đầu, chuẩn bị lái xe quay về biệt thị cạnh sông. Về chuyện của Giang Tuyết Nhi, thì lấy bất biến ứng vạn biến thôi, cái gì đến rồi sẽ phải đến. Nếu như Giang Tuyết Nhi muốn đem Du Du đến bên cạnh cô ấy, thì Tô Thương tin chắc rằng, sẽ không được lâu đâu, Giang Tuyết Nhi sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ đem chuyện này ra giải quyết một lần nữa. Nhưng khi chiếc Ferrari đi được nửa đường, đột nhiên Tô Thương nhận được một cuộc điện thoại của Tô Thần Binh. Cha, gọi điện làm gì thế, có chuyện gì sao, nếu không có gì thì con cúp nhé, đừng có mà quấy rầy con nữa. Thằng nhóc thối tha, con đã là người luyện võ ở cảnh giới hóa kình rồi, không thể học hỏi tốt lên chút được không, nói chuyện làm việc không thể trầm tính lại chút à. Trong điện thoại, truyền đến giọng nói của Tô Thần Binh. Được thôi. Tô Thương hạ giọng xuống, lặp lại một cách rõ ràng rành mạch, cha, có chuyện gì thì nói đi ạ, nếu không có chuyện gì thì con cúp nhé, đừng quấy rầy con nha. Giọng điệu này, không đứng đắn một chút nào. Trong nháy mắt sắc mặt của Tô Thần Binh bỗng sầm lại, sau đó nghiêm túc nói, cha nói cho con nghe chuyện chính này, lập tức quay về trang viên, cha muốn giới thiệu cho con một nhân vật lớn. Ai cơ, Tô Thương nhíu mày. Chiến thần Thiên Sách. Triệu Thiên Sách. Tô Thần Binh nói thêm, Triệu Thiên Sách này, ngoài 40 tuổi, từng giết hại 12 vạn quân địch, là thần thoại của biên giới phía Nam, nhận được hàng vạn sự yêu quý của dân chúng, cậu ta tranh thủ thời gian quay về đây, bây giờ cậu ta đang ở trang viên nhà họ Tô. Ngầu thật, nhưng có liên quan gì đến con, tại sao con phải gặp anh ta? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Thằng danh con, binh sĩ là họ Tô chúng ta. Bắt đầu từ thời của ông nội con, mỗi một đời đều sẽ đi tòng quân. Tô Thần Binh giải thích, đến đời của con, lúc trước con là một thằng phế vật, cho nên chỉ con phải thay con đi tòng quân, cởi bỏ trang phục thiếu nữ, khoác lên mình bộ quân phục. Nhưng bây giờ, con đã ăn thông thần đan, liền nhảy vọt lên thành người luyện võ cảnh giới hóa kình, đó là thời điểm nên suy nghĩ để dấn thân vào quân ngũ rồi đấy. Tô Thần Binh nói tiếp, cho nên cha định giới thiệu con với Triệu Thiên Sách, để con tham gia nhập vào chướng của cậu ta. Cha, cha tầm thường quá nha, cha chưa từng nghe đến câu thép tốt thì không rèn thành đinh, còn đàn ông tốt thì không làm lính à. Tô Thương nói, cha chỉ có một đứa con trai là con, lại còn đưa con ra chiến trường, lẽ nào cha không sợ tuyệt hậu sao? Một tấc đất là một tấc máu. Bây giờ con có một cuộc sống thoải mái như vậy. Toàn bộ là nhờ tổ tông đời trước đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để đổi lại đó, nếu như không có sự đánh đổi của bọn họ, thì đến nước cũng không có, chứ còn nói gì đến nhà. Tô Thần Binh trầm giọng lại, đời này của cha, điều đau khổ nhất chính là con cái không đi lính, đây đều là cái cớ của người nhu nhược không có tài cán gì. Nếu như tất cả binh sĩ của nước Hoa đều nghĩ như thế, vậy ai sẽ là người vác súng bảo vệ lãnh thổ vùng biên cương đây? Ai sẽ vực dậy thời đại hưng thịnh của quốc gia đây? Từ trong giọng nói có thể nghe được, lời nói của Tô Thần Binh sẽ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của anh ấy,
do đó anh ấy không kìm được cơn tức. Mấy câu nói của cha, khiến vẻ mặt của Tô Thương cũng nghiêm túc lại, một tình cảm yêu nước, tự nhiên nảy sinh ra. Tô Đại Thiếu Gia từ nhỏ đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ cha và ông nội, cho nên lòng yêu nước của anh cũng gần phải nhấn mạnh nữa. Mấy ngày trước Tô Thương luyện hóa phệ huyết châu, lại ngưng tụ được tinh huyết của mấy vạn người. Hai cái hợp lại với nhau, đến mức Huyền Thiên Tiên Đế bây giờ, đã có một loại cảm tình đặc biệt với nước hoa rồi, anh ấy cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Tô Thương, con yên tâm đi, nếu như đã đến chiến trường, cha sẽ dặn dò Triệu Thiên Sách, bảo cậu ta quan tâm con nhiều hơn. Tô Thần Binh tiếp tục nói, tuy bây giờ Triệu Thiên Sách quyền cao chức trọng, nhưng nhiều năm trước, cậu ta chỉ là một binh lính thuộc hạ của cha, vô cùng kính trọng cha nữa, tất nhiên sẽ nể mặt cha vài phần. Cha! Lúc này, Tô Thương nói, ban nãy, là con đùa với cha thôi, thực ra con đã muốn ra chiến trường từ lâu rồi, giết địch báo thù cho đất nước, chinh chiến nơi biên cương, sảng khoái biết bao, con đây sẽ về nhà gặp Triệu Thiên Sách. Ha ha! Được, đây mới đúng là con trai của Tô Thần Binh tôi. Tô Thần Binh vui mừng hết sức, sau đó nói, nhưng, Tô Thương, đừng nói với chị con chuyện này, con biết đó, lòng dạ đàn bà của chị con, chắc chắn sẽ không đồng ý thấy con ra chiến trường đâu, nó sợ con gặp nguy hiểm. Ừ, con hiểu rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó cúp điện thoại, quay đầu xe, đi thẳng về trang viên nhà họ Tô. Sau nửa tiếng. Tại trang viên nhà họ Tô. Lúc này, trong phòng khách lớn của trang viên, Triệu Thiên Sách đem theo hai tên phó quan, mang theo rất nhiều quà cáp đến thăm hỏi đại tướng Tô. Tô Thần Binh dường như khá thoải mái, khẽ cười nói, chuyện của quá khứ đừng nhắc lại nữa, nói chuyện gì vui vẻ chút đi, bây giờ cậu đứng đầu trong hàng ngũ 10 chiến tướng lớn, ha ha, tôi cũng chỉ bị thương một xíu, nếu không thì gặp cậu, tôi phải quỳ xuống hành lễ mất. Đại tướng Tô. Triệu Thiên Sách nghe thấy lời này, vẻ mặt bỗng nghiêm túc lại, lập tức quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng nói, ông nói lời này, chính như đánh vào mặt thuộc hạ đấy. Nhiều năm trước, cái gọi là danh tiếng chiến đấu của tôi, người khác không biết, thì không có nghĩa là tôi thực sự có thể nhận lấy được công lao to lớn đó. Triệu Thiên Sách nghiêm túc nói, Triệu Thiên Sách tôi đây, chinh chiến nửa đời người, cả người vinh quang, tất cả đều là do ông ban tặng. Ngoại trừ ông ra, tôi không phục bất kỳ ai. Ngoại trừ ông ra, tôi dám chấp nhận tất cả sự quỳ bái của mọi người. Triệu Thiên Sách trang trọng nói, tôi là lính của ông, mãi mãi sẽ luôn như vậy, cho dù hiện tại trên người ông không có chức tước gì, thì ông vẫn là đại tướng Tô như trước kia. Nếu như ông mở miệng, chỉ cần một câu nói thôi, tôi sẽ lập tức sa thải các quan chức trong quân đội. Tên tiểu tử cậu. Tô Thần Binh có chút kích động, hai mắt ửng đỏ tay vỗ lên vai Triệu Thiên Sách, cười nói, đứng lên đi, nếu như cậu mặc kệ không làm nữa, ai sẽ canh giữ biên giới đây, huống hồ, bây giờ Bình Thân Vương là chủ soái, ông ta mới là cấp trên của cậu, lời nói này về sau đừng nói nữa, tránh bị kẻ có lòng dạ khua môi múa mép. Vâng. Triệu Thiên Sách đáp lại một cách rất kính trọng, sau đó đứng dậy. Dáng người anh ta vạm vỡ. Cao to lớn Tô Thần Binh. Nhưng đứng bên cạnh Tô Thần Binh, từ đầu đến cuối anh ta vẫn luôn duy trì vị trí thấp hơn Tô Thần Binh. Đại tướng Tô, có chuyện này khiến tôi bối rối từ rất lâu rồi, vẫn luôn chưa có cơ hội để hỏi thăm. Sau khi trầm mặc một lát, Triệu Thiên Mạch không nhịn được bèn hỏi, tôi rất tò mò, năm đó ông một mình phá nghìn quân, tam kế bình định biên cương, giết chết 12 vạn quân địch, công trạng này, đáng lẽ nên thuộc về ông. Tại sao ông lại đem nó nhường cho tôi, thậm chí sau chuyện đó, ông còn chủ động từ chức, lui về ở ẩn ở Giang Bắc. Chuyện này, thuộc hạ nghĩ mãi không ra, luôn nghĩ không thông, nhiều năm trôi qua như vậy, đại tướng Tô có thể cho tôi một lời giải thích được không? Triệu Thiên Sách nhìn về phía Tô Thần Binh với vẻ mặt ngờ vực. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, nói với cậu cũng không sao cả. Tô Thần Binh dừng lại một lát. Sau đó để lộ ra một nụ cười khổ, nói ra nguyên nhân. Tôi tòng quân lúc 18 tuổi, nhập ngũ nhiều năm như vậy, đánh thắng được bao nhiêu chiến công hiển hách. Đó, là thời kỳ đỉnh cao của tôi, về sau, công lao to đến mức không thể to hơn được. Nhớ lại hồi đó,
ánh mắt Tô Thần Binh dừng trên người Triệu Thiên Sách, nói với hàm ý sâu xa, từ xưa đến nay, phàm là bậc quân vương ngồi trên địa vị tối cao, thì thần tử cũng phải kiêng kỵ công cao lấn chủ. Năm đó ba chữ đại tướng Tô, vang vọng nước Hoa, dùng tên của tôi, thì có thể tập kết được thiên binh vạn mã, trên Kim Loan Điện, đương nhiên Hoàng thượng sẽ không ngồi yên được. Ngài ấy liền hạ thánh chỉ, mời tôi vào thành, sau khi gặp được tôi, thì chủ động đề nghị, muốn bình định thiên hạ với tôi. Tô Thần Binh cười rồi nói, nhưng, sao mà có thế chứ, tôi biết rõ, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn lấy lui làm tiến của ngài ấy thôi. Dự định của ngài ấy, tôi thì không dám ngấp nghé thiên hạ, không thể cùng chung giang sơn với ngài ấy, mục đích của ngài ấy, cũng chỉ là muốn khiến tôi cởi bỏ áo giáp về quê thôi. Nghe được lời này, ánh mắt của Triệu Thiên Sách sáng như đuốc, nghiến răng nghiến lợi nói, đại tướng Tô, ông vì nước Hoa mà khom mình tận tụy, nhưng cuối cùng, thỏ chết rồi thì chó săn cũng sẽ bị làm thịt, hoàng thượng thế mà lại bức ép ông từ quan, sao ông lại cam tâm đồng ý chứ? Ha ha! Tô Thần Binh cười một cách thoải mái, Thiên Sách, cậu không hiểu tôi rồi, tâm nguyện của tôi không phải ở đây. Thăng quan tiến chức, công danh lợi lộc, đối với tôi mà nói thì có cũng như không, tôi chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ cho nước Hoa thôi. Tô Thần Binh nói tiếp, sau khi trận chiến biên giới phía Nam qua đi, đã làm khiếp sợ các nước khác, nhưng lại bảo vệ được Thái Bình suốt 10 năm của nước Hoa. Đất nước không cần tôi nữa, đương nhiên tôi cũng không cần tiếp tục nắm giữ binh quyền trong tay. Tô Thương khẽ cười, cho dù Hoàng thượng không nhắc đến, tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi lui về ở ẩn, không có liên quan gì đến ngài ấy cả, nhưng hoàn toàn không phải là không trực tiếp liên quan đến. Nguyên nhân thực sự khiến tôi lui về ở ẩn, là sức khỏe của tôi. Nói đến đây, Tô Thần Binh gượng cười, hơn 10 năm trước, tôi là tông sư võ đạo, bây giờ không những không tiến bộ được một nửa, mà còn bị thụt xuống hóa kình hậu kỳ rồi. Triệu Thiên Sách nghe vậy, bèn ân cần hỏi han, đại tướng Tô, sức khỏe của ông. Cái này thì cậu đừng hỏi nhiều nữa, cậu chỉ cần biết, tôi lui khỏi chiến trường, là một kết cục tốt nhất rồi. Tô Thần Binh khẽ cười, còn về chuyện tại sao lại đem công lao giết hết 12 vạn quân địch nhường cho cậu, cũng rất đơn giản thôi. Năm đó, đại tướng Tô tôi là trụ cột cả nước Hoa, là khí phách của đất nước, là một lưỡi dao sắc nhọn của một nước lớn, là sự ngưỡng mộ trong lòng của mọi người dân. Tô Thần Binh nói tiếp, còn cậu, lại là một sự ngưỡng mộ mới, tôi nói như vậy, cậu hiểu rồi chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.